số bạn có theo dõi face thường xuyên thì chắc là kiểu mình thì cũng quay mặt rồi. Còn bạn nào mà chưa có biết mình thì mình giới thiệu là mình là Hoa, thì mọi người cũng hay gọi mình là Hana. Thì mình là founder của Best Scholarship for Vietnamese Student. Thì hôm nay rất là cảm ơn mọi người, mặc dù là giáp Tết này, rồi là tắc đường này, rồi mình đến đây mình cũng bị tòa A tòa B lẫn lộn, nhưng mà mọi người lại đến đây rất là đông đủ. Thì chắc là mình sẽ bắt đầu cái buổi chia sẻ ngày hôm nay luôn. Thì mà cái chương trình thì mình đã gửi mail cho mọi người, chắc là mọi người cũng nắm được rồi. Thì mình sẽ có qua một phần giới thiệu một chút, sau đó là mình sẽ có cái panel discussion với cả bốn khách mời rất là gọi là rất là giỏi này, rồi là đến từ khắp nơi trên thế giới, châu Á cũng có, rồi là châu Mỹ cũng có. Còn mình thì New Zealand, người lần nào mình cũng chia sẻ kiểu là mình đã quá cũ rồi, thế nên là hôm nay là toàn là khách mời mới và xịn để cho mọi người. Rồi sau cái phần panel discussion này thì mình sẽ có cái phần Q&A để cho mọi người có thể hỏi. Và sau đó thì là khi mà mọi người đã biết là khách mời nào rồi, và mọi người quan tâm đến cái học bổng nào, thì mọi người có thể tìm đến các bạn đó để hỏi thêm kinh nghiệm. Thì cái buổi mà chia sẻ của hôm nay thì cũng rất là vinh dự, thì là được NES của AIA tài trợ cho một cái location này, rất không gian rất là đẹp. Thì rất là cảm ơn AIA cũng như là các bạn Relationship Manager đã support cái event của bọn mình. Ở page mình thì là Scholarship for Vietnamese Student, thì chắc là mọi người đã follow, đã like và follow hết rồi. Thì để cho mọi người có dễ để keep track thông tin á, thì tại vì trên Facebook thì mọi người hay nói là trời ơi nhiều thông tin nhưng mà nó cũng bị trôi, thì mọi người có thể vào website hana.edu.co. Bạn nào mà có thắc mắc hay có tâm sự tâm tình gì thì có thể email cho mình là ở hana.edu.co@gmail.com. Nhiều khi là mình nhiều email quá, mấy hôm mà không trả lời được thì mọi người nhắc mình. Còn là bạn nào mà hay dùng Instagram hay với cả YouTube thì có thể là follow Instagram của mình là trên cũng là account name là hana.edu.co, và kênh YouTube cũng là hana.ed. Thì hôm nay nếu như bạn bè của mọi người không có đến chia sẻ, không có đến dự được cái buổi hôm nay á, thì mình sẽ up lại video lên để cho mọi người có thể xem. Thì nói chung là bạn nào mà follow page thì biết rồi là page thì có rất là nhiều những cái thông tin về học bổng du học này, rồi là những cái cơ hội đi ra nước ngoài cho các bạn. Rồi là có những cái buổi chia sẻ offline này, rồi là những cái talk show online này. Bọn mình có những cái bạn mà đã apply thành công để đến chia sẻ cho mọi người. Rồi là ngoài ra thì nếu như bạn nào cần support nhiều hơn thì là bọn mình có lớp tìm bạn apply học bổng, mentor review, rồi là mock interview. Đó, thì đấy là những cái phần mà giới thiệu ban đầu. Thì bây giờ mình sẽ vào nội dung chính luôn, là mọi người là đều mong đợi để mà gặp bốn khách mời ngày hôm nay. Thì mình xin giới thiệu bốn khách mời ngày hôm nay của mình. Thì đầu tiên là mình xin giới thiệu Vân. Là Vân là học ở Canada và đã được học bổng thạc sĩ của Canada. Và hôm nay là con em bé của Vân đến tham dự để xem mẹ luôn. Tiếp theo thì mình xin giới thiệu Trà. Trà là được học bổng FM của Pháp, và Trà đi học ngành thạc sĩ về Management. Và mọi người cũng tay to cho mọi người. Tiếp theo là một khách mời là Giang. Giang là một cái fan, gọi là một cái bạn mà follow page cũng rất là lâu, và một hôm thì bảo trời ơi cuối cùng là em đã đỗ học bổng của Nhật, và bạn ấy mới bay về từ Nhật tối hôm qua. Và để mà và đáng nhẽ là hôm nay bạn ấy về quê, nhưng mà đã ở lại hôm nay để mà đến chia sẻ với cả mọi người. Còn cuối cùng là bạn nam duy nhất ở trong panel ngày hôm nay là bạn Độ. Bạn ấy mới tốt nghiệp trường đại học Bách Khoa và cũng mới trở về từ Ý sau cái học bổng Erasmus Plus, là đi trao đổi ở Ý trong vòng 6 tháng. Còn mình thì chắc là mọi người biết rồi, còn giới thiệu. Ok, thì cũng như là trong nội dung mà mình có gửi email cho mọi người á, thì bọn mình sẽ gọi là cùng nhau nói chuyện, chia sẻ một chút thôi về một số những cái câu hỏi, thắc mắc của mọi người liên quan đến học bổng. Thì chắc là đầu tiên là để cho mọi người giới thiệu thêm một chút về bản thân của mọi người một chút nhỉ. Thì chắc là bắt đầu với cả Vân trước. Chào mọi người, mình tên là Vân, sinh năm 89, đã có một em bé hơn 1 tuổi. Mình học thạc sĩ ở Canada và học cũng đại học ở Canada. Cả hai thì là đều học chuyên ngành xã hội học. Học thạc sĩ thì là từ năm 2014-2015, và đại học thì từ 2007-2011. Thì cái thạc sĩ của mình thì mình không phải xin tiền bố mẹ. Mọi người có muốn... Hiện tại thì là mình làm việc tự do. Công việc chủ yếu để kiếm tiền thì là từ viện dịch. Còn công việc mà được chuyên môn thì thỉnh thoảng mình có tham gia nghiên cứu.
trình trong startup về fintech và kêu chào mọi người, mình sẽ tự giới thiệu, mình là Giang, sinh năm 95 và hiện tại mình đang học Master ngành quan hệ quốc tế tại Đại học IPU của Nhật. Thì mình may mắn nhận được học bổng của chính phủ Nhật Max và nhập học vào tháng 9 vừa rồi. Thì hy vọng hôm nay mình sẽ có thể chia sẻ được những cái thắc mắc và giải đáp của các bạn và hy vọng là sẽ được gặp các bạn tại xứ sở Việt Nam. Thì mình đã là hiện mình đang du sinh viên trường Đại học Bách khoa rồi. Thì mình vừa mới tốt nghiệp trong tháng vừa qua và trong thời gian trước khi mình quen Hoa thì đã giới thiệu cho mình là đi chương trình học sinh viên Erasmus bên Italy. Thì nhà trường có chị tư vấn và cũng như một số các động viên thì mình đã có cơ hội đi học sinh viên đi 6 tháng. Mình vừa mới về nước từ tháng 8 năm vừa qua. Và trong thời gian sắp tới thì mình dự tính là mình sẽ sang bên viện nghiên cứu Kyushu Nhật Bản để làm internship. Thì chắc là cái câu hỏi đầu tiên á, là không biết là động lực nào để mà mọi người quyết định là tìm để mà apply học bổng. Thì chắc là mỗi người sẽ có một cái câu chuyện riêng. Thì xin mọi người có thể chia sẻ động lực mọi người apply học bổng là gì không ạ? Ở đây có bao nhiêu bạn là đang vừa mới tốt nghiệp đại học trong khoảng 1 đến 2 hoặc 3 năm? Nhiều quá. Thì cái thời gian mà 2 năm sau khi tốt nghiệp đại học đây là một cái khoảng thời gian khá là đầy những câu hỏi và đầy sự bế tắc và hoang mang và vật lộn của mình. Lúc đấy thì mình vừa mới ra trường học đại học xong và đi làm cũng như mọi người là hăm hở bước vào thế giới đi làm và liên tục nghỉ việc, liên tục không thể nào chịu được cái môi trường công việc của mình. Không có chỗ nào mà mình làm được quá một năm, chỗ lâu nhất thì chỉ là 8 tháng. Thì công việc đầu tiên của mình ấy thì là công việc rất thú vị, đồng nghiệp rất đáng yêu, nhưng mà đi lại quá xa, lương thì thấp và tương lai thì mù mịt, thế nên mình nghỉ. Công việc thứ hai thì danh tiếng thì tốt, chỗ làm cũng tốt, lương cũng ok, nhưng mà mình lại không chịu được là trong văn phòng lúc nào cũng mùi khói thuốc lá và đồng nghiệp lúc nào cũng đánh giá mọi người qua bề ngoài, mặc đẹp thì sẽ được yêu quý mà mặc xấu thì không ai nhòm đến, thế là mình cũng nghỉ. Công việc thứ ba thì rất đúng chuyên môn là làm nghiên cứu tương lai dạng người, là nếu mà cứ làm được thì sẽ được sang Mỹ học thạc sĩ và tiến sĩ, lương cũng ok, danh tiếng cũng tốt, thế nhưng mà bản chất cái công việc hàng ngày ấy, mà mình phải làm 8 tiếng thì rất là kinh khủng. Và đồng nghiệp ở đấy thì suốt ngày nói xấu và bới móc nhau, chiến tranh nóng, chiến tranh lạnh, thế là mình cũng lại nghỉ nốt. Thì tức là trong 2 cái năm sau khi mà mình tốt nghiệp đại học xong ấy, thì lúc nào mình cũng thắc mắc là mình có vấn đề gì, mình tại sao người ta làm được một việc trong nhiều năm mà mình thì cứ mấy tháng là lại không thể chịu được và lại phải nghỉ. Mình có cam kết quá là dở không, hay là tại sao có cái gì sai với mình. Thì cái việc khiến cho mình muốn đi du học là để thoát khỏi tất cả những cái đấy. Chắc là giống tâm sự nhiều bạn quá nên các bạn thấy Vân nói đâu là cười đấy. Thiên về nghiên cứu thì cái lúc mà mình tốt nghiệp
nghiệp xong ấy, thì sau một năm cái trước khi mình đi học thì một năm đấy mình có làm part time, tức là đi dạy ở một cái trung tâm tiếng Anh. Thì mọi thứ ở trung tâm đấy rất ok, từ đồng nghiệp rất dễ thương, lương cũng được, công việc thì khá là hứng thú, mình cũng khá là thích việc đi dạy đấy. Nhưng mà cái bản chất của việc đi dạy đấy chỉ là để dành thời gian để làm hồ sơ mà thôi. Tại vì trước đấy mình đã có cái nhen nhóm là sẽ đi du học rồi. Còn vì sao đi du học thì như chị Trà nói, đó là muốn đi ra và muốn được nhìn thấy những cái khác, thay vì những cái thứ mà đã bị bó hẹp trong cái khuôn khổ của mình từ trước tới bây giờ. Tức là cấp 3 thì ở nhà chỉ biết đi học và nói chung là không có những cái tấm gương gọi là đã đi du học trước đấy để mình nhìn theo. Nhưng mà khi mình đi học đại học ấy, thì có mình nhận thấy là có rất rất nhiều người, tại sao người ta đi được và người ta có thể có những cái trải nghiệm nó quý giá như thế, thay vì chỉ là đi học đại học xong Việt Nam ra đi làm một vài năm xong rồi cưới chồng hoặc là cái vòng tròn đấy. Và mình không muốn như thế, mặc dù ở nhà mẹ vẫn bảo là đừng học nữa, phải chồng đi, đấy đại khái thế. Thì khi mà mình đi học rồi, mình được bước ra rồi thì lại thấy là mình lại không làm cái con mọi gì hết, mặc dù hồi ở Việt Nam mình có thể là hơn một số người. Tất nhiên là không thể so được với nhiều người, nhưng mà hơn một số người. Và tới khi đi học thì vẫn thấy mình không làm cái con mọi gì hết. Đấy là lý do mà vì sao mình muốn đi học. Đi học là để vỡ cái mọc của mình ra, tức là để thấy là mình vẫn còn thiếu và mình vẫn còn yếu, để từ đó mà tiếp tục cố gắng lên. Thế thì nói một chút về động lực của mình. Thì thật ra mình mục tiêu của mình là mình muốn trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực điện tử hóa. Chính vì vậy nên mình muốn mong muốn là đi du học để tiếp xúc với các giáo sư, các bạn sinh viên hàng đầu thế giới về trong lĩnh vực của mình. Từ đó mình sẽ học hỏi được thêm kinh nghiệm từ các bạn. Và tuy nhiên mình vẫn khi đầu tiên lúc mà trong quá trình học bách khoa thì mình vẫn thấy là ở trong bách khoa thì mình được thực hành rất là ít. Mặc dù nó là một trường khoa học kỹ thuật hàng đầu Việt Nam, đấy cũng là một phần mình tại sao mình nghĩ là ra ngoài mình sẽ được thực hành nhiều hơn, sẽ có là những nghiên cứu của mình sẽ chắc gắn liền với thực tế hơn. Chính vì vậy nên mình quyết định là mình sẽ đi chào được sinh viên một kỳ. Nhưng trao đổi sinh viên của mình thì hơi khác các bạn, khác một chút vì mình trao đổi sinh viên là mình đi vào kỳ một của năm thứ năm. Thì khi đó thì mình sẽ trao đổi sinh viên với các bạn master bên trường Ocento bên Italy. Thì trong quá trình trao đổi sinh viên tại đây mình được học của các bạn master khác, thì mình có một cái nhìn gọi là tổng quan về mình sẽ học master như thế nào. Và trong thời gian mình đi châu Âu thì mình cũng đã đi du lịch các nước khác châu Âu, thì mình toàn chọn ở nhờ các anh chị mà đã đi học ở châu Âu. Thì từ đó mình đã có được tiếp xúc với tất cả các anh chị về tất cả các loại học bổng. Có anh chị thì đi làm nghiên cứu thêm ở bên ngoài, có anh chị thì làm với thầy, có bạn thì tự túc. Thì mình cũng được tiếp xúc với nhiều loại học bổng và mình được sống nhìn sống các bạn một cách học bổng bạn. Thì khoảng thời gian đi như vậy thì mình đã sẽ trải nghiệm là học bên thạc sĩ bên châu Âu là như thế nào. Và mình nghĩ là điều này sẽ rất tốt với các bạn, vì các bạn là nó sẽ làm cho các bạn xác định rõ ràng tương lai của mình hơn. Và nhờ có chương trình đi trao đổi 6 tháng này mà về mình đã xác định rõ ràng mục tiêu của mình hơn. Và mình cũng mong là các bạn đây cũng có thể suy nghĩ thử xem có nên đi trao đổi như mình không, có thể sẽ là cơ hội cho các bạn. Thực ra là mình là MC nhưng mà thôi cũng xin chia sẻ một tí là thực ra cái lý do ngày xưa mình đi apply học bổng du học nó cũng hơi giống với cả Vân, với cả Trà, với cả những bạn khác. Cũng là một phần là ngày xưa mình cũng ở quê, mình cũng muốn đi ra ngoài. Tóm lại là rất là muốn đi ra ngoài này. Rồi lúc đi làm thực ra công ty mình cũng ok, nhưng mà mình cảm thấy cũng không biết, cũng có những cái lúc mà mình cảm thấy cuộc sống ở Hà Nội nó hơi bị ngột ngạt ấy. Mọi người cứ tưởng tượng là mỗi lần mà sau Tết lên thì thấy nó rất là đông đúc. Thế nên là mình cũng muốn đi ra ngoài xem, để mà mình thay đổi cái môi trường sống của mình ấy, để xem là mình tức là thay đổi có một cái cuộc sống thích hợp vào cái môi trường sống khác, để xem là cái con người mình nó có khác không. Thì đấy là của mình. Thì câu hỏi thứ hai là chắc là mọi người cũng muốn biết thêm về học bổng đúng không? Thì câu hỏi thứ hai là muốn các khách mời chia sẻ một chút về cái học bổng mà mọi người đã apply, tức là cái học bổng đấy là gì, rồi là sơ qua một chút về cái yêu cầu hay là quá trình apply. Thì chắc là cũng bắt đầu với cả Vân trước nhỉ? Đấy thì lại quay lại câu chuyện của một người 23 tuổi, tức là chán trường rồi, suốt ngày đi xin việc xong suốt ngày lại bỏ việc. Thì lúc đấy đối với mình thì lúc đấy cái đấy cũng muốn thoát đi, bởi vì là cũng cảm thấy chán, thấy bế tắc và thấy đặt nhiều câu hỏi quá mà không trả lời được. Lúc đấy thì mình cũng rất là giống mọi người, thì mình cũng khá là nắm được những cái học bổng phổ biến với cả sinh viên Việt Nam, ví dụ như là Fulbright của Mỹ này, học bổng phát triển Úc này, học bổng của New Zealand.
Lan này, học bổng của Viện Thụy Sĩ này, World Swedish Institute, rồi học bổng Erasmus của châu Âu này. Mình apply tất cả cái đấy và trượt tất, không đỗ một cái nào cả, cái nào cũng trượt. Bởi vì lý do thì bây giờ thì mình nghĩ lại là bởi vì là tất cả các học bổng đấy đều là học bổng chính phủ, tức là các chính phủ khác viện trợ chính phủ Việt Nam. Thì khi mà họ viện trợ thì Việt Nam hoặc là các nước khác, đại loại là các học bổng đấy thì họ nhằm cái mục đích là muốn thay đổi, muốn tạo ra thay đổi từ bên trong. Thế nên là họ sẽ rất là ưu tiên những người mà làm trong khối nhà nước, làm ở trường đại học. Bởi vì là khi mà những người mà dạy đại học thay đổi tư tưởng chẳng hạn thì họ sẽ dạy lại cho sinh viên, đúng không? Hoặc là các viện nhà nước, hoặc là các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức cộng đồng. Thì bản thân mình đấy thì như mình kể với các bạn, lịch sử đi làm rất là tồi tệ, không làm được ở đâu quá lâu. Thế nên là không có một cái gì nổi bật về việc đi làm, hay là mình cũng không có một cái thành tích gì nổi bật về việc hoạt động ngoại khóa. Mình không có lãnh đạo tuổi trẻ hay là đại sứ du lịch hay là gì đấy mà mọi người hay nghe, hay là diễn đàn thanh niên, hay thì cả mình không có một cái gì hết. Một con người rất là trầm lặng và bình thường, hết sức là hướng nội và sợ hãi đám đông. Thì khi mà trở hết là những lần khác như thế thì cũng thấy cũng bình thường thôi, cũng buồn, nhưng mà sau cứ mỗi lần trượt xong lại đi ăn một bữa thì là hết. Lúc đấy thì mình nhưng mà tất nhiên là nói như thế là để các bạn thấy được rằng ấy, là từ trước đến nay thì mình thấy là cái câu chuyện về những cái người mà được học bổng ấy nó khá là một chiều. Tức là bình thường các bạn sẽ nghe thấy tin tức trên báo là cậu sinh viên nghèo quê đạt học bổng 6 tỷ ở Mỹ, hoặc là cậu thanh niên hay là cô thanh niên thì đấy đi du học ở hay là đi trên tàu của Nhật đại sứ thanh niên này kia. Thì mình chỉ muốn kể ra như thế để các bạn thấy là đấy không phải là tất cả bức tranh. Còn có những người như mình hết sức bình thường, học hành cũng bình thường, công việc cũng bình thường, không có ngoại khóa gì cả. Thế thì cái điểm mạnh của mình là gì? Mình có một cái sở thích là như mình đã kể thì là mình học xã hội học cả cấp đại học lẫn cấp thạc sĩ. Thì cái có một cái sở thích của mình đấy là đi lắng nghe người khác nói chuyện và sau đấy thì kể lại những câu chuyện đấy. Thì cái sở thích đấy nó có một cái tên khá là hàn lâm, nó gọi là nếu mà đặt trong cái bối cảnh làm nghiên cứu thì nó gọi là làm nghiên cứu định tính. Thì mình đã cái sở thích này nó khiến cho mình tham gia vào rất là nhiều cái dự án nghiên cứu với các giáo sư, các nghiên cứu sinh và các bạn học thạc sĩ là người nước ngoài. Thì từ năm thứ hai của đại học thì trong trường của mình có một thì mình đã bắt đầu làm rồi, bắt đầu từ năm thứ hai. Trong trường của mình thì có một cô giáo sư người Việt dạy sử. Thì năm thứ hai của mình thì cô ấy cho mình làm một cái ngắn 2 tháng là hỗ trợ cho cô trong cái nghiên cứu của cô ấy. Năm thứ 3 thì là mình về Việt Nam làm thực tập cho một tổ chức phi chính phủ địa phương. Thì trong cái quá trình làm đấy thì mình tình cờ lại gặp một anh cũng là thực tập cho cái tổ chức đấy mà là người Mỹ. Thì sau mấy phút nói chuyện thì anh ấy đã giới thiệu mình với cả một người bạn của anh ấy là cũng là một bạn sinh viên Canada đang sang Việt Nam để làm nghiên cứu. Thì bạn ấy đang cần thuê người để đi làm kèm với bạn ấy kiểu trợ lý nghiên cứu đấy trong vòng mấy tháng thì mình cũng làm. Sau đấy thì đến năm thứ 4 thì mình bắt đầu làm cho một cô giáo sư người Úc do một người bạn của mình học ở RMIT ở thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu. Sau đấy thì mình làm cho một giáo sư khác người Mỹ và một giáo sư khác người Thụy Điển là do cô giáo của mình kết nối. Tức là ý mình đang kể dài dòng như thế thì các bạn thấy các con đường đi đến cái học bổng của mình. Bởi vì cái học bổng của thực ra thì mình không dùng từ học bổng thì nó không chính xác, bởi vì làm nó gọi là funding thì đúng hơn, tức là cái tiền mà được hỗ trợ. Cái trường của mình học là trường đại học Western Ontario ở Canada. Thì trong cái ngành xã hội học của mình, cái khoa xã hội học của mình, nếu mà các bạn vào theo web của trường thì sẽ thấy là trường nói rằng là chúng tôi cam kết cung cấp tiền, cung cấp funding cho tất cả những người mà chúng tôi nhận vào trường ở bậc thạc sĩ và bậc tiến sĩ. Có nghĩa là thực ra mình không cần phải nộp học bổng riêng, mà là mình chỉ nộp đơn xin vào trường thôi. Và khi mà họ nhận mình thì họ cũng cho mình tiền để mình đủ sống và chi trả tất cả các cái học phí của mình. Thì có thể là các bạn phần lớn chỉ nghe đến các học bổng chính phủ, nhưng mà các trường ở Mỹ và Canada thì hầu hết là như vậy. Tức là các cái ngành học về kinh tế, tài chính kế toán thì mình không biết, nhưng mà những cái ngành mà nghiên cứu, ví dụ như là các cái bộ môn khoa học xã hội và khoa học tự nhiên, thì thường là miễn là bạn, nếu khi bạn được nhận vào trường thì có nghĩa là bạn sẽ được cho tiền để trang trải tất cả mọi thứ. Nó không có một cái học bổng riêng để apply, mình chỉ đơn giản là nộp đơn xin vào trường thôi. Thì
mình kể dài dòng như thế để các bạn thấy là đấy là lý do vì sao mà mình được cái này chứ mình không được tất cả những cái khác. Bởi vì là cái lịch sử làm cái tham gia các cái nghiên cứu của mình nó như thế, nó khá là dày dặn. Thì sau 2 năm mà mình chán trường làm ở những cái văn phòng kiểu 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều như truyền thống, nhưng mà mình cùng thời gian đấy thì mình đã có tham gia khoảng 10 cái dự án nghiên cứu khác nhau với cả các trường đại học, các giáo sư từ các trường đại học khác nhau, Mỹ, Úc, Canada, châu Âu, và tất cả các đấy thì nó, thì cái việc mà tham gia nhiều nghiên cứu như thế ấy, thì nó có một cái lợi là nó giúp cho mình định hình rất là rõ là mình quan tâm đến cái lĩnh vực nào. Thì cái việc này khi mà các bạn xin vào các trường mà họ chú trọng vào nghiên cứu thì họ sẽ rất quan tâm. Và mình cũng lúc đấy thì mình ngoài cái lịch sử tham gia nghiên cứu ra thì mình cũng có một bài báo được viết chung với cả một cô giáo sư người Úc mà cô có rất là quý mình và rất là thích, thì mình cũng viết chung với cô ấy và được xuất bản. Lúc đấy là đấy là sau 2-3 năm sau khi mình tốt nghiệp đại học đấy, thì tất cả những cái điều đấy thì nó tạo, thì chắc là mình đoán là nó tạo nên cái thành công, bởi vì là mình thì chỉ được đơn giản là nộp đơn xin vào trường, sau đấy thì khoảng mấy tháng sau thì nhận được cái thư nói là đây chúng tôi cho các em từng này tiền. Lúc đấy là mình xem lại, hôm qua mình mới xem lại thì là khoảng 44 ngàn. Thì cái tiền đấy nó là bao gồm tiền học, tiền từ quỹ của khoa, quỹ của trường, cộng với cả tiền làm trợ giảng. Thì ở đấy khi mà mình làm thạc sĩ thì mình cũng phải làm trợ giảng cho các bạn sinh viên năm 1, năm 2. Thì mỗi một tháng thì mình sẽ được lương từ cái tiền trợ giảng đấy là khoảng 1.400. Thì cái tiền nó đủ để cho mình ăn ở. Thì đấy, thì cái tiền đấy thì nó cũng nằm trong cái gói funding của mình. Mọi người thì đấy, thì đấy là cái nội dung của cái việc là tại sao mình đi đến cái học bổng này và mình làm như thế nào. Còn cái học bổng nó tức là cái đơn xin nộp của trường nó bao gồm những cái gì, nó rất đơn giản. Hôm qua mình cũng xem lại, nó chỉ có 3 trang PDF thôi, không có gì phức tạp cả, rất là đơn giản luôn. Thông tin cá nhân này, thông tin liên hệ này, cái bảng điểm này, cái trình độ tiếng Anh này. Mình có xem lại thì nếu mà là TOEFL thì trường yêu cầu là 107 điểm. Đấy, có ghi vào đấy 107 điểm TOEFL, còn IELTS thì tôi thích hiểu là 8. Cho tất cả 4 kỹ năng, để bởi vì là học xã hội học mà, học thạc sĩ xã hội học. Nếu không, năm thứ 3 và năm thứ 4 thì phải được ít nhất là 78%. Và cái trường mình thì nhận đơn bắt đầu từ giữa tháng 10 và mở đơn để hạn chót là 15 tháng 1, tháng 5. Thế này có nghĩa là nếu mà bạn muốn được nhập học vào tháng 9 năm 2019 chẳng hạn thì bây giờ đã qua deadline rồi. Đấy, và sau đấy thì khoảng cuối tháng 2 thì trường sẽ bắt đầu xét các cái đơn đã nộp vào, và đến khoảng tháng 3 thì sẽ thông báo kết quả. Thì cái này thì mình cái việc mà cái cùng lắm là trong cái những cái giấy tờ mà cần phải nộp đấy thì bạn sẽ phải có cả một cái nó gọi là bản 2, bản nội dung về cái nghiên cứu của mình ấy, cái research interest là cái nội dung mình quan tâm nghiên cứu ấy. Thì lúc đấy thì đối với như mình nói là bởi vì mình đã tham gia rất là trợ lý cho rất là nhiều nghiên cứu, thế nên là mình có một cái định hình rất là rõ, và mình có thể kết nối cái định hình đấy, cái quan tâm đấy với cả những cái kinh nghiệm mình đã có, và mình nói rằng là mình sẽ muốn nghiên cứu về cái này cái kia. Và một điều quan trọng hơn ấy một điều quan trọng hơn là thực ra ấy, không phải là mình chọn cái trường này để nộp, mà là mình chọn cái cô giáo mà mình muốn nghiên cứu, muốn làm việc cùng, và cô ấy là người làm việc tại trường này. Tức là không giống như các bạn là chọn nước, xong rồi chọn học bổng, xong rồi chọn trường. Thì mình ấy thì là bởi vì là cái hướng đi của mình hoàn toàn là theo cái mối quan tâm về nghiên cứu. Thế nên là khi mà mình, chẳng hạn như khi mà các bạn quan tâm về một lĩnh vực này, các bạn đọc rất nhiều về cái lĩnh vực đấy, thì sau một thời gian đọc thì các bạn sẽ thấy là dần dần sẽ có những cái tên nổi lên trong cái lĩnh vực đấy. Những người mà hay viết bài ấy, hay xuất bản về cái chủ đề mà bạn quan tâm, thì lúc đấy thì cô giáo sư đấy là mình cảm thấy rất là hợp với cả cái hướng nghiên cứu của mình mong muốn làm. Và cô ấy làm rất là nhiều về Việt Nam. Cô ấy là giáo sư người Canada nhưng mà cô nói tiếng Việt rất giỏi. Rồi là cô ấy làm rất nhiều nghiên cứu về các cô dâu Việt Nam ở Hàn Quốc, ở Trung Quốc, Đài Loan ấy. Thì hồi đấy cũng và nó gọi là cái hướng di cư quốc tế ấy. Đấy, thì đó là cái hướng mà mình quan tâm. Thì sau đấy mình Google cô ấy và cô ấy làm việc tại trường này, thì mình apply vào trường này, chứ không phải là vì mình thích trường này hay là vì mình thích Canada. Của Pháp. Okay. Các bạn nào nghe tên chưa? Có bạn nào quan tâm là đi học ở Pháp là quan tâm học ở FPT không? Rồi đấy cao chứ nhở?
phải 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 chị chỉ biết tại vì mới đây có một cái vụ gì nha mọi người. Thực ra thì mình thấy là học bổng FM là một học bổng cũng không quá khó để mình có thể đạt được và cũng hỗ trợ mình rất là nhiều. Thì mình xin giới thiệu qua về học bổng FM. Học bổng FM là học bổng của Bộ Ngoại giao Pháp và học bổng này sẽ không chi trả học phí cho các bạn mà chỉ cover cho các bạn tiền ăn ở, tiền nói chung là các khoản sinh hoạt phí với cái mức là 1.181 euro tương đương với khoảng hơn 30 triệu đô la đồng trong một tháng và sẽ cover hết tiền đi lại, tiền máy bay này, tiền bảo hiểm này, tiền làm visa này, hay là những cái khoản khác. Học bổng FM có thể được coi là một trong những học bổng danh giá nhất của Pháp. Thì đấy cũng là một cái mình nghĩ là các bạn nên quan tâm, bởi vì mình thấy là theo cái kinh nghiệm của mình ấy, mình thấy cũng không quá khó để được ra. Mình thì hơi khác so với các bạn khác, bởi vì là mình học theo chương trình của CFG, là chương trình mà mình có một năm học ở Việt Nam và một năm học ở Pháp, và mình có thể apply để học cái năm thứ hai ở Pháp. Thì cái trường mà có liên kết với CFG ở Việt Nam ấy, thì là đấy là trường ESCP Europe, là một trường danh rất là cao và rất là có tiếng tăm. Thì mình cũng may mắn là được cái trường ESCP Europe đấy nhất. Thì học bổng FM mình sẽ không phải là mình có thể trực tiếp apply học bổng FM, mà mình phải được một trường ở bên Pháp nhận đã, và sau đấy thì mình nộp hồ sơ cho trường và trường sẽ xem xét hồ sơ của mình với vô vàn các hồ sơ khác, và trường sẽ quyết định là có nominate mình lên trên cái học bổng FM không, và sau đấy thì cái hội đồng đánh giá ấy, lại đánh giá thêm một lần nữa và sẽ quyết định là mình có được học bổng không. Vậy thì cái bước đầu tiên để các bạn có thể apply học bổng FM là các bạn phải được một trường ở bên Pháp nhận. Còn bên Pháp thì sẽ có chủ yếu là có hai hệ học master, đấy là Grand École và Université. Thì cái Grand École nó là Business School, thì mình có thể học bằng tiếng Anh, học phí khá là cao. Còn nếu mà bạn nào mà rất giỏi tiếng Pháp rồi ý, thì các bạn có thể apply vào hệ Université và trường công ý, thì học bằng tiếng Pháp và cái học phí rất rẻ. Thì nếu mà các bạn học trường công mà các bạn được học bổng FM thì coi như các bạn không phải mất một khoản tiền nào để học, và ở Pháp thì nó rất là xứng đáng. Học bổng FM thì sẽ bắt đầu mở vào cuối tháng 10, deadline là đầu tháng 1 và sẽ có kết quả vào tháng 3. Thì các bạn đến giờ thì đã hết rồi. Nếu mà các bạn muốn apply học bổng FM thì bây giờ việc đầu tiên nhất thiết phải làm được thì một trường đã và apply cái trường này đã. Thì về cái hồ sơ apply học bổng FM thì mình thấy không quá khó, bởi vì là các bạn apply của trường rồi này. Như mình nhớ là mình có cái motivation letter này, có cái transcript này, có bằng tiếng Anh, nhưng mà lúc đấy mình không kịp thi cái bằng IELTS cơ, mình chỉ nộp mỗi bằng TOEIC thôi. Và quan trọng nhất, mình nghĩ là cái quan trọng nhất là cái personal statement. Thì cái đấy là mình sẽ vạch ra những cái mà quá khứ của mình thế nào, xong dự định trong tương lai của mình thế nào. Thì đấy như là cái một kiểu project của mình trong tương lai ấy. Thì cái đấy là mình nghĩ là cái quan trọng nhất, và đấy cũng là chính là cái lý do mà mình được cùng FM. Thì một trong những cái tips mình nghĩ là mình nên chia sẻ các bạn là khi mà viết cái personal statement này ấy, thì mình sẽ cố gắng để viết cho nó thành một câu chuyện, đó là như kiểu mình đang là một story theo lời vậy. Thì mình sẽ nói nó có một cái nội dung, và khi mà nó có nội dung ấy, mình đang nói một cái story này, thì nó chạm đến cái cảm xúc của người đọc xét học bổng ấy. Mà cái gì chạm đến cảm xúc thì nó sẽ rất là dễ được. Thì cái câu chuyện của mình mà mình viết trong cái đơn xin học bổng đấy thì nó không phải là một cái gì mà mình make up mình biện ra thôi, nó là những cái gì mà nó thực tế với mình ấy.
và mình thấy là nó có tình trạng đến cảm xúc của mình không? Mình nên viết ra mình đấy. Ôi chà. Trước tiên mình cũng muốn hỏi là có ai biết hoặc là đã từng có ý định apply Max? Max học bổng của Nhật nhá. Mà Max là cho cả bậc đại học lẫn thạc sĩ. Các bạn nào nghe đến học bổng Max của Nhật chưa? Giơ tay cao nhá. Có ai là nghe Nhật nhiều hơn? Có ai có ý định apply Max không ạ? Không. Thực chất thì Max nó là nguyên tắc của Bộ Giáo dục Khoa học và Văn hóa và Thể thao của Nhật. Thì nó có, để apply được Max thì các bạn có thể apply theo hai cách. Thứ nhất là apply qua trường và thứ hai là apply qua đại sứ quán. Thì cái học bổng của cái mình nhận được là qua trường, nên là những gì mà mình sắp chia sẻ thì nó sẽ chỉ thiên về là apply qua kênh gọi là University Recommendation thôi. Còn đại sứ quán thì các bạn có thể tự tìm hiểu vào là những cái gì mà mình biết thì mình sẽ chia sẻ sau. Thì để app Max như mình nói trước đó là cái thời gian mà mình đi làm ở trung tâm ấy, nó chỉ đến không phải làm 8 tiếng để dành thời gian cho việc làm hồ sơ thôi. Thì trước khi mà mình học năm 2, khi mà mình học năm 2 ấy, thì trong đầu chỉ có nghĩ châu Âu thôi. Chỉ mê đi châu Âu thôi. Đặc biệt là vì châu Âu đẹp, không có lý do gì khác, chỉ là vì châu Âu đẹp thôi. Nhưng mà sang tới năm thứ 3 thì có định hình rõ hơn về việc là mình muốn học cái gì. Thì châu Âu, cái ngành mình học ở đại học ấy, nó là quốc tế học. Và nếu như đi châu Âu thì cái ngành châu Âu nó nghiên cứu, nó chỉ là nghiên cứu về châu Âu thôi. Mà châu Âu với mình lúc đấy nó đã khá là già cỗi rồi, và nó khá là nhiều chuyện. Và không có gì để gọi là nó quá cũ rồi ấy. Trong khi bây giờ thì như quan hệ quốc tế mà người ta hướng tới đó là về châu Á Thái Bình Dương. Nên là mình chuyển hướng sang châu Á. Và khi mà mình chuyển hướng sang châu Á ấy, thì có cô giáo dạy của mình ở hồi đại học có bảo là vậy em apply APU đi. Thì lúc đấy mình chưa biết APU là cái gì đâu. Thì mình có lên tìm thì nó là một trường đại học quốc tế thuộc tập đoàn giáo dục Tuyên Tư của Nhật. Nó là một trường quốc tế hàng đầu của Nhật. Thì có lên tìm hiểu thì thấy là trường đấy có cho học bổng Max cho hệ thạc sĩ 2 năm. Thì mình bắt đầu tìm hiểu và làm hồ sơ. Thì trước đấy khi mà học đại học ấy, thì mình cũng có một số tham gia một số những cái hoạt động trao đổi nọ kia và có biết nghiên cứu học. Cho tới lúc mình tốt nghiệp thì đã có một bài nghiên cứu học cấp bộ và một bài nghiên cứu khoa học cấp trường, hai bài nghiên cứu khoa học cấp trường, đó là tại thời điểm tốt nghiệp. Thì khi mình bắt đầu viết hồ sơ trong cái thời điểm mà mình đi dạy thì mình có viết thêm 3 bài đó nữa. Chung với cũng vừa là một cô dạy hồi đại học thì có 2 bài quốc tế và 1 bài trong nước. Thì cho tới thời điểm hiện tại, cho tới thời điểm mà mình nộp hồ sơ là có trường đấy, cái gọi là profile thì nó cũng khá là, như mọi người nói thì có thể là nó không bao nhiêu, nhưng mà với mình thì nó đã khá là nhiều rồi. Thì mình vừa up Max và vừa up học bổng của Maastricht của Hà Lan. Nhưng mà cái Maastricht đấy gọi là up cho vui thôi. Còn dành toàn bộ tâm huyết công sức để up Max. Thì khi mà mình up Max thì bộ hồ sơ thì gần như là toàn bộ đều giống như của chị Văn có chia sẻ. Đó là nó cũng gồm cover letter rồi motivation reference các thứ đấy. Thì cái học bổng khi mà các bạn up Max qua trường đại học ấy, thì cái bộ hồ sơ đấy phải lên trường trước, phải tới trường trước. Trường xét, các bạn có admission từ trường thì khi đấy trường có đồng ý recommend cái bộ hồ sơ của mình lên Max hay không. Tức là nó phụ thuộc vào việc là cái bộ hồ sơ nhá, cho tới thời điểm mà các bạn nộp hồ sơ, nó phụ thuộc vào cái trường mà các bạn nộp. Tức là có thể APU mở vào giữa tháng 9, hết hạn deadline vào tháng 11. Nhưng mà của Kyoto chẳng hạn, hoặc là Tokyo thì có thể mở vào tháng 7 và hết hạn vào tháng 10. Đấy, và cái form mà khi người ta gửi cái form để nộp hồ sơ ấy thì cũng khác nhau theo trường. Như của APU thì cái gọi là statement ấy, cái statement of purpose và cái reference thư giới thiệu ấy thì nó có form, tức là trả lời từng câu hỏi. Còn ví dụ với một số trường thì sẽ phải viết một bài essay dài. Đấy, đấy là sự khác nhau. Nên là khi mà các bạn nộp hồ sơ, mình chọn cái trường nào thì phải xem thử là bộ hồ sơ người ta yêu cầu cái gì và thời gian như thế nào. Chứ không phải là người khác thấy bạn mình nộp Max cũng qua trường
nó nộp từ tháng 9 và tháng 11 hết hạn. Mình cũng chờ tới tháng đấy, nhưng mà tới lúc mà mình nộp thì một cái deadline của trường mình muốn nộp nó đã qua rồi. Nên là khi các bạn nộp max thì các bạn chú ý cái đấy. Cái thứ hai mà mình muốn lưu ý với các bạn đó là người Nhật nó rất coi trọng cái bản cứng. Tức là khi các bạn nộp hồ sơ nhá, nó có hệ thống online cho các bạn submit rồi, nhưng mà sau đấy vẫn sẽ đòi cái bản post, bản cứng gửi tới trường. Và tất cả mọi thứ đều yêu cầu bản cứng, dù trước đấy đã submit PDF, submit online, submit hệ thống có xác nhận các thứ ABC các kiểu rồi, vẫn đòi bản cứng. Nên là khi mà mình nộp bộ hồ sơ mạch ấy, tiền gửi bản cứng tốn cực kỳ nhiều, cực kỳ nhiều. Nội cái việc mà các bạn nộp application fee cho trường ấy đã là 5.000 yên, tức là tầm khoảng hơn 1 triệu tiền Nhật, hơn 1 triệu tiền Việt, cộng thêm cả thuế phí, thuế các thứ, tức là cái phí mà ngân hàng nó thu các thứ ấy. Đấy. Sau đấy thì gửi post các thứ, thì cái hồ sơ của mình nộp vào hết hạn vào tháng 11, thì trước đấy mình thi IELTS về, và sau đấy một tuần thì mình đi nộp hồ sơ. Tới tháng 1 thì có kết quả, trường báo là đã được chấp nhận và được 100% học phí. Sau đấy nó có yêu cầu là bộ hồ sơ này sẽ được recommend lên Max. Có gửi yêu cầu về là sẽ phải bổ sung thêm một số giấy tờ nọ kia nữa, ABC các thứ. Thì sau đấy gửi cái tiếp những cái hồ sơ bổ sung sang, cũng tốn thêm một đống tiền công nữa. Rồi gửi sang thì tới tầm tháng 2 là có kết quả, thì tới tháng 6 nó có thông báo về cho mình đó là sẽ có thêm một buổi phỏng vấn. Tới một buổi phỏng vấn xong với giáo sư của trường ấy, phỏng vấn với giáo sư của trường, thì tới cuối tháng 8 mới có kết quả. Cuối tháng 8 có kết quả, và 14 tháng 9 là mình phải. Nói chung là không có thời gian để chuẩn bị thêm cái gì hết ấy, thì nó khá là sát sao. Và trong cái thời gian mà chờ đợi kết quả đấy gọi là up and down, không biết có được hay không, không biết có động hay không, rồi có được đi hay không, kiểu gọi là sống trong sợ hãi. Mặc dù mình vẫn có niềm tin là cái bộ hồ sơ đấy nó sẽ ok, tại vì như mình vừa mới chia sẻ đó là cái profile, những tức là tại vì trường đấy là một cái trường thiên về học thuật, thì người ta sẽ dựa trên những cái kinh nghiệm nghiên cứu của các bạn, có viết báo hay không, có research hay không, có làm được cái gì hay không. Tại vì mình là một người không tham gia các hoạt động đoàn hội, nên là những cái kiến thức gọi là kinh nghiệm đoàn hội là không có, kinh nghiệm hoạt động ngoại khóa thì có, nhưng mà đoàn hội thì không. Kinh nghiệm research cũng có. Đấy, thì mình vẫn tin như thế, nhưng mà cảm giác vẫn sống trong sợ hãi là không biết là có được hay không. Thì mình có may mắn một cái đó là sau đấy thì được, nhưng mà trong cái thời gian mà như mình vẫn chia sẻ với những người khác, khi mà mình được học bổng rồi thì mình nói là cái học bổng này nên được chia đôi. Vì sao mình nói như thế? Trong cái thời gian mà mình nộp hồ sơ và các thứ ấy, thì có một người mà mình gọi là mentee, là cô ấy là giáo viên dạy ở khoa mình. Thì cô ấy là người khá là thân thiết với mình từ cái hồi mà mình học dịch ở năm 3 ấy. Thì cô ấy có kiểu nhận thấy mình là một như thế nào đó mà hợp với cái cách làm việc của cô ấy. Thì sau đấy cô ấy có giúp đỡ, có đề xuất là em có muốn viết báo không, thì làm chung với cô. Sau đấy thì có nói là thôi em apply APU đi, đấy, apply Max đi. Đấy, thì khi mà mình viết hồ sơ các thứ ấy, cô là người revise tất cả mọi thứ. Và cô biết là, thậm chí là cô hiểu mình hơn mình nữa. Thì mình may mắn được cái đấy, tức là gặp được một người có tâm và có tầm ấy. Có một câu nói mà mình từng đọc ở đâu đó là đường người nên gặp ba người, thứ nhất là một người thầy, một người bạn và một người bạn đời. Thì bạn đời và người bạn thì mình chưa gặp được cho tới thời điểm hiện tại. Hashtag vẫn còn single nhá, có bạn nam nhá. Nhưng mà người thầy thì mình tin là mình đã gặp được, tại vì cái lúc mà mình viết cái personal statement ấy, thì những cái keyword mà mình viết vào là những gì mình được gợi ý. Thì sau đấy mình sẽ tự bôi nó ra. Tức là cô ấy bảo là em là một mình, trước đấy thì mình biết mình là một người proactive, nhưng mà cô ấy bảo là không, em không phải là một người proactive, nhưng em là một người diligent. Đấy, thì tức là những cái keywords mà cô ấy dùng với mình thì mình biết là nó có chính xác hay không, và nó có phù hợp với mình hay không. Thì người khi mà cái
nó sẽ thống nhất với nhau trong một cái bộ hồ sơ. Khi mà mình nộp cho trường thì người ta thấy ok, nó cái con người này không phải là một con người khá quá là phức tạp như thế này như thế kia, bộ hồ sơ thì bản thư giới thiệu thì viết khác, còn cái bản thân của mình viết thì nó lại khác, nhưng mà cái bộ hồ sơ của mình thì nó khá là thống nhất với nhau đấy. Có một cái mình muốn lưu ý nữa, mình xin lỗi là nó không được logic lắm nhưng mà mình nhớ gì mình nói đấy thôi. Khi mà các bạn viết hồ sơ ấy thì cố gắng viết nó đi với ở đâu thì mình không biết, nhưng mà với đi Nhật ấy thì viết càng chính, viết thật chính xác vào. Tức là như thế này, nếu như mà bạn ở nhà trọ đi, cái khi mà người ta yêu cầu viết địa chỉ ấy ở nhà trọ, nhưng mà mình không chắc chắn là cái nhà trọ đấy sau 2-3 tháng nữa cái lúc mà kết quả đấy thì mình có còn ở đó nữa hay không, thì tốt nhất là viết cái địa chỉ mà mình nghĩ là chắc chắn khi mà nó về thì vẫn có người nhận được nếu như mình không ở đấy. Tức là khi mà mình viết cái hồ sơ ấy thì mình viết địa chỉ của cái chỗ mình làm, chứ mình không biết địa chỉ nhà mình, tại vì mình biết là sau đấy 2 tháng thì mình sẽ chuyển chỗ khác. Và khi mà mình chuyển thì nếu như nó về mà nó thất lạc một cái là rồi coi như xong, thì mình biết cái địa chỉ chỗ mình làm, thì nếu như mình không ở đấy ít nhất vẫn có người nhận được, tức là có lễ tân các thứ, có người ở lễ tân các thứ, hoặc là người nhà ở cái chỗ mình làm người ta nhận giùm mình cái bưu kiện đấy. Thì Nhật nó yêu cầu bản post và tất cả những cái thông tin nó email cho mình rồi, sau đấy vẫn sẽ có bản cứng nữa. Đấy là cái đặc thù của người Nhật. Đó là lý do mà vì sao ở Nhật bưu điện vẫn phát triển chứ không như ở Việt Nam mình. Đó là một cái lưu ý nữa mà mình muốn nhắn với mọi người khi mà mọi người làm hồ sơ Max, và lưu ý về cái việc là mình nộp trường nào thì lưu ý về cái deadline và cái hồ sơ người ta yêu cầu những gì. Tại vì có trường yêu cầu thì nó khác, những trường khác nhau thì yêu cầu khác nhau, và cái form của cái bộ hồ sơ nó cũng sẽ khác nhau. Còn về requirement của TOEFL hay IELTS thì nó cũng không cả khá cao đâu. Đối với thạc sĩ thì như mình nhớ là 5.5, 6. IELTS thì đấy, chứ không nhiều lắm. Tất nhiên là một cái yêu cầu nền thì nó không nhiều, nhưng mà làm thế nào để mình khác với những cái bộ hồ sơ tương tự như thế thì nó sẽ khó hơn, và cái đấy là phụ thuộc vào các bạn. Về thủ tục đầu học bổng thì các chị cũng đã chia sẻ rồi, thì mình sẽ chia sẻ một chút riêng về khối kỹ thuật của mình. Ở bên khối kỹ thuật thì có một loại học bổng các bạn rất dễ có khả năng được, đó là gì, là học bổng giáo sư. Thì hiện nay thì có 3 loại giáo học bổng giáo sư, đó là học bổng giáo sư bên Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan. Thì hình thức học bổng giáo sư này thì các bạn rất dễ đạt được, và điều kiện yêu cầu cũng không cao đâu. Mình xin chia sẻ là hồi mình khoảng năm 3, cuối năm 3 đầu năm 4 thì mình đã có được học bổng vào trường Đại học Quốc gia Đài Loan. Và thời điểm đó thì gần như mình chưa có gì cả, mình mới chỉ có TOEIC và mình đang chuẩn bị thi IELTS, mình cũng chưa có research nào cả. Thì lúc đó giáo sư chỉ quan tâm là định hướng nghiên cứu của mình là gì và thành tích hiện tại mình ra sao. Và điều quan trọng nhất của khi nộp học bổng giáo sư đó chính là các bạn phải viết một research proposal thật tốt, đó chính là điều quyết định. Và nhờ mình chuẩn bị rất kỹ lưỡng research proposal mà sau đó mình đã phải đạt được học bổng cơm bay của Đại học Quốc gia Đài Loan, học thẳng đến tiến sĩ. Nhưng khi đó mình chỉ muốn học lên, có thể là mình sẽ học lên thạc sĩ thôi, vì mình nghĩ rằng tiến sĩ mình có thể sẽ sang một nước khác, nhưng Mỹ chẳng hạn thì nó sẽ, mình muốn học luôn thạc sĩ đấy. Tiến sĩ bên Đài Loan thì có vẻ nó không được hay cho lắm, thế nên mình đã phải từ chối học bổng đó. Và sau khi mình từ chối học bổng đó thì sang khoảng giữa năm 4 thì mình có học bổng do trong thầy trong khoa giới thiệu, là học bổng trường New South Wales ở Úc, thì học về solar energy, thì năng lượng mặt trời, các bạn biết đấy, một ngành khá là hot trong ngành lĩnh vực của mình. Thì lúc đó mình thấy là mình chỉ nghĩ là đây một ngành khá hot thì mình học cũng được thôi, tức là mình chưa có cái độ quyết tâm, mình chỉ nghĩ là chạy theo cái độ hot của cái ngành, chứ mình chưa thật sự yêu thích cái ngành đấy. Và đó là chính vì lý do đó, cho nên khi mình chuẩn bị hồ sơ thì mình đã đọc tận vào vòng trong của học bổng đó, nhưng mà khi phỏng vấn giáo sư sau một tiếng thì có thể là người ta thấy là cái độ quyết tâm của mình không cao, mình chưa có tìm hiểu sâu về đó nên mình đã chuẩn. Mặc dù theo mình trao đổi với giáo sư thì giáo sư cũng tiết lộ là mình là một trong những ứng viên Việt Nam duy nhất vào vòng đó rồi, tức là vòng gần cuối rồi, nhưng mà mình vẫn sẽ bị lại vì đấy là mình chưa có cái độ quyết tâm của mình. Thì mình đã nghĩ thế, là sau khi đó thì mình đã quyết định là tham gia lớp học bổng chị Hoa để có thêm định hướng cho mình. Thì chị Hoa đã gợi ý cho mình là mình có lẽ nên tham gia một cái chương trình trao đổi sinh viên Erasmus. Thì mình đã quyết định là mình sẽ trao đổi sinh viên Erasmus tại Italy. Và
Nói tiếp về hồ sơ học bổng Erasmus thì hiện nay chương trình trao đổi sinh viên Erasmus tại Việt Nam thì nó hơi bị hạn chế, thì nó chỉ cho một số trường nhất định có liên kết với các trường bên châu Âu thôi. Vậy nên là các bạn thì nếu mà các bạn học các trường mà có liên kết thì mình nghĩ các bạn nên có thể tham gia. Vì hình thức nộp thì các bạn đầu tiên sẽ nộp qua trường, sẽ học cạnh tranh với các bạn trong trường trước. Khi sau khi trường đã duyệt hồ sơ các bạn và nominate được hồ sơ của bạn cho bên cái trường bên đối tác châu Âu thì cái trường bên đó sẽ soát lại hồ sơ một lần nữa. Nếu cảm thấy được thì trường đó sẽ chọn bạn. Nói như thế thôi nhưng mà mình nghĩ là cái trường tiêu chuẩn của nó không quá cao đâu. Nên mình nghĩ là các bạn hoàn toàn có thể ở đây là các bạn cũng đều là thành tích rất là tốt rồi, nên mình nghĩ các bạn hoàn toàn có thể đi trao đổi sinh viên như thế được. Và đi trao đổi sinh viên như thế thì như lúc nãy mình đã chia sẻ nó mang lại cho bạn rất nhiều điều. Và như mình đi trao đổi sinh viên bên 6 tháng thì mình chọn học khóa bên master thì mình đã có một cái định hướng rõ ràng hơn ạ. Mình sẽ học master ngành gì và mình sẽ học như thế nào. Chính vì có những cái điều đó nên mình đã xác định rõ ràng hơn mục tiêu của mình trong tương lai, mình cảm thấy tự tin hơn. Vậy nên mình nghĩ rằng các bạn hoàn toàn nên đi trao đổi sinh viên như mình. Và mình thêm một chia sẻ là vì sau khi mình đi trao đổi sinh viên về thì mình đã có đủ tự tin hơn vì mình nộp học bổng một lần, cũng không phải hẳn học bổng mà là một cái giải thưởng bên Honda. Giải thưởng này thì cũng hơi thiệt thòi các bạn một chút bên kinh tế vì đây là giải thưởng chỉ dành cho khối kỹ thuật thôi. Thì giải thưởng này thì tổng giá trị lên đến khoảng 13.000 đô. Nó sẽ tài trợ cho các bạn tiền mặt luôn để các bạn có thể đi học. Đầu tiên là họ sẽ tài trợ cho bạn khoảng 3.000 đô một chiếc xe máy là để tiền là bạn nhập được ngay. Còn nếu bạn đi internship bên Nhật thì họ sẽ cho bạn thêm 7.000. Và nếu mà học thạc sĩ họ sẽ bán thêm 10.000. Đây có thể một số vốn rất là lớn. Ví dụ như mình là hiện tại mình sẽ đi internship bên Nhật để mình sẽ lấy 7.000. Và vì với số tiền này thì mình hoàn toàn mình có thể sẽ đi học bên châu Âu tự túc, hoặc là 50% học phí thì mình đều có thể đi được để có thể tốt hơn. Thì bởi vì mình cũng nói thật là mình cũng không có ý định sang Nhật lắm vì mình vẫn là thích châu Âu hơn. Tại vì lý do thực tế là bởi vì như bên kỹ thuật của mình ý, thì học theo giáo sư hoặc là thì nó rất là mệt, đó là rất là vất vả ý. Các bạn phải làm như kiểu là bọn mình hay trêu nhau là làm trâu cày cho giáo sư ấy, thì làm như thế thì bạn rất phụ thuộc vào giáo sư và như thế rất là nó không được tự do như bên châu Âu. Như bên châu Âu thì học phí của nó, như mình biết là bên Đức thì là biết học phí các bạn được chi tiêu thì bên Đức theo mình tính toán thì một tháng các bạn chỉ tiêu khoảng 500 euro thôi, thế nhưng một năm của bạn nó hết khoảng 4.500 euro thì mình thấy là nó cũng rất là rẻ, các bạn hoàn toàn có thể tự chi trả được. Thì mình nghĩ là các bạn nên học tìm kiếm cơ hội bên châu Âu thì thấy như thế sẽ tốt hơn và các bạn được tự do hơn chứ không phải là đi làm trâu cày cho giáo sư như kia. Có thể là tiền các thứ sẽ thoải mái hơn nhưng các bạn sẽ rất bị hạn chế về mặt thời gian. Cảm ơn bố khách mời. Thì mọi người thấy là qua bốn câu chuyện của mỗi người thì mỗi bạn lại có một cái tip rất là đáng giá cho mọi người. Và mọi người rút ra rằng là trước đây thì đúng là trên bếp hay là mọi người cũng nghe rất là nhiều mục chính phủ đúng không, làm giỏi phải tham gia hoạt động ngoại khóa rồi là phải IELTS thế này thì kia, nhưng mọi người thấy là qua câu chuyện mọi người thì có thể là có những học bổng ở bên Đài Loan thậm chí là người ta chỉ cần TOEIC này, hoặc là ví dụ như là Vân thì Vân nói là không có tham gia nhiều hoạt động xã hội nhưng mà nghiên cứu của Vân rất là mạnh này đúng không, hay là Trà thì Trà nói là bên Pháp thì nó cái học bổng đấy có thể là các bạn thích đi những nước nói tiếng Anh hơn thì những nước như là nói tiếng Pháp hay là nói tiếng Hàn tiếng Nhật chẳng hạn thì nó sẽ ít cạnh tranh hơn. Thì đấy cũng rất là nhiều tips để cho mọi người có thể là trong quá trình apply thì mình đa dạng cái portfolio của mình, apply lên apply học bổng chính phủ rồi apply học bổng trường đúng không, apply học bổng giáo sư, apply những cái nước mà nó ví dụ như là mọi người cứ nói là danh giá ví dụ như Fulbright của Mỹ này hay là New Zealand, ASEAN gì đấy, nhưng mà mình cũng tìm thêm các học bổng các nước mà ví dụ Đài Loan, Nhật, Hàn hay là phù hợp học bổng của trường nữa. Rồi một cái tips nữa là lúc mà mọi người học ấy thì cố gắng là xây dựng mối quan hệ tốt, rồi là ngoài ở trong trường ra thì mọi người phải chịu khó mở rộng cái networking của mình ra, ví dụ như là có giáo sư giới thiệu học bổng này, rồi là có anh chị có bạn giới thiệu học bổng đấy, thì đấy là một số những cái tips mà mọi người lưu ý để mà mọi người sau này mọi người apply. Thì câu hỏi tiếp theo là sau quá trình apply rồi thì trong cái quá trình apply thì mọi người có bị áp lực gì không hay là có khó khăn gì không? Lên là những cái bài tham khảo, một cái bài này là cái bài tham khảo là những ai, những bài gì, và xong mình đã tìm những cái người mà viết những cái bài đấy và tên của họ, thì tức là cái hướng đi của mình bao giờ cũng là tìm những cái người mà họ có chung được mối quan tâm với mình. Tuy nhiên là mình đọc một bài báo mà mình thấy rất là tâm đắc chẳng hạn, rất là muốn làm cái này, thì mình sẽ lần 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 tất cả những cái người mà có
xuất bản liên quan đến mảng đó. Thì ngoài những cái mà mình vừa mới kể, mình còn nộp thêm, mình còn liên hệ, mình hồi đấy mình liên hệ với rất là nhiều giáo sư, giống như là Độ có chia sẻ. Thì thực ra nó không chỉ riêng phần kỹ thuật đâu mà là kể cả bên khoa học xã hội, miễn là những cái ngành mà nó thiên về nghiên cứu thì bao giờ ấy, các giáo sư, thực ra thì không phải giáo sư nào cũng có nhiều tiền, nhưng mà có một số giáo sư thì họ rất giỏi trong cái việc là họ nộp các cái đơn đề xuất và họ được tài trợ bởi chính phủ nước họ hoặc là bởi các cái quỹ khác nhau. Thì bây giờ sau bao nhiêu năm mà đi tham gia thì mình cũng biết khá những cái người như thế. Thì thực ra các bạn thì cứ đọc ấy thì dần dần các bạn cũng sẽ biết được nó là một cái quá trình tích lũy qua thời gian thôi. Mình đọc rất nhiều và dần dần thì mình sẽ biết được một số cái tên và mình theo dõi họ. Ví dụ như là không biết các bạn có biết cái trang academic.edu à? Nó là một cái mạng xã hội dành cho những người quan tâm, dành cho những người học thuật ấy. Thì là nó là mọi người sẽ đăng những cái bài mình đăng, những cái bài báo của mình hoặc là những cái ấn phẩm xuất bản của mình lên đấy. Thì ví dụ như là mình follow một giáo sư chẳng hạn, thì khi mà họ có một cái ấn phẩm gì mới thì họ mình sẽ nhận được cái thông báo ấy, nó giống như kiểu một dạng mạng xã hội ấy, nhưng mà nó thiên về học thuật, toàn là về học thuật thôi. Thì cứ như thế thì mình sẽ phát triển được một cái mạng lưới mà mình biết được là những ai thì có tiềm năng mà mình có thể học với họ. Ví dụ như ngay bây giờ ấy, thì mình đang tham ngay bây giờ ấy, thì mình tham gia một cái dự án nghiên cứu về không gian công cộng và thanh niên của rất lớn luôn, mấy triệu đô của chính phủ Canada, mà trong đó Hà Nội là một trong bốn thành phố mà cái dự án này đang nghiên cứu. Thì ở Việt Nam và Hà Nội thì là dự án cái dự án đấy là của một trường đại học bên Canada do chính phủ Canada tài trợ. Thì họ đang hợp tác với cả trường đại học xây dựng và viện khoa học xã hội. Thì các bạn sinh viên trường đại học xây dựng chẳng hạn rất là có lợi thế luôn, bởi vì là có một số học bổng trong cái dự án đấy họ dành riêng cho đại học sinh viên đại học xây dựng luôn. Thế nhưng mà điều đấy không có nghĩa là những đại học khác thì không có. Ví dụ như là các bạn tiếp cận với cả những giáo sư đang làm trong dự án đó và các bạn đề xuất là em muốn làm cái này, em muốn làm cái kia chẳng hạn, thì nếu như các bạn họ thực sự thích bạn ấy, họ vẫn luôn luôn có cách để tìm ra tiền cho bạn. Vấn đề là bạn đáng nào cho họ thích. Ví dụ như mình chẳng hạn, thì bây giờ mình đã làm một thời gian rồi và mình đã có mối quan hệ với cả cái cô giáo sư mà cô ấy làm trưởng nhóm điều phối dự án ấy, cái dự án đấy. Tự nhiên là mình nói với cô ấy là mình muốn làm một cái, tức là mình chỉ nói chia sẻ những cái nhận xét rất là chủ quan của mình về cái phố đi bộ chẳng hạn, cái không gian công cộng đấy mà thanh thiếu niên ở đấy. Thì cô ấy nói ngay là mày làm đi, tao cho mày tiền. Thì các bạn sẽ thấy là, tức là nó không chỉ giới hạn ở những cái học bổng mà họ nói là đây là học bổng này ABC các bạn nộp như thế này. Mà vấn đề là nếu như mình xác định được một cái người mà họ rất là có cái chung với cái mối quan tâm của mình ấy, và họ lại có sẵn cái nguồn tiền ấy, và mình chứng minh được cho họ thấy là mình cũng muốn làm việc và mình có thể làm việc chất lượng, thì không sợ thiếu tiền, họ sẽ luôn luôn tìm ra cách để cho mình tiền. Còn là câu hỏi của Hoa là rõ áp được thì không đúng không? Nói chung là thực ra thì đấy, mình đã kể là mình đã trước rất là nhiều thứ. Thế nên là thực ra lúc đấy thì xong suốt cả cái thời gian cứ trượt, nộp rồi lại trượt như thế thì mọi thứ nó cũng đã có sẵn rồi. Ngoài những cái học bổng mà mình trượt chính thức ra thì mình có liên hệ với các một giáo sư ở bên Mỹ. Mình cũng trình bày là cô ơi em quan tâm như kia, em có thể làm học sinh của cô được không, thì cô cũng ok. Thế nhưng mà vấn đề là học thạc sĩ ở bên Mỹ thì phải thi GRE ấy, và thi cái đề toán khó mà mình không học được và cũng không đọc đấy, không hiểu, học giúp toán quá thế là không nộp nữa. Ở Canada thì không yêu cầu gì cả, không yêu cầu GRE. Mình còn nộp một trường ở bên Úc, trường Đại học Quốc gia Úc, ANU ấy, bởi vì có một thầy đấy là mình cũng ngưỡng mộ thầy ấy. Nếu mà các bạn mà học nhân học thì cũng có biết thầy với tên rồi, nhưng mà hồi đấy mình rất là ngưỡng mộ thầy ấy. Nhưng các bạn, nếu mà các bạn đọc một cái gì hay, các bạn hãy viết thư cho người ta và bày tỏ lòng ngưỡng mộ. Thì mình rất là ngại tiếp cận người khác, nhưng mà đấy thì thường ví dụ như là thỉnh thoảng mình đọc một cái gì đấy hay, xong rồi mình viết thư mình bày tỏ lòng ngưỡng mộ lên cái kia. Sau đấy thì là có liên lạc trao đổi qua lại, và sau đấy thì thầy là giáo sư ở bên cái trường đấy, không phải là giáo sư của mình nhá, mình không quen biết thì thầy đấy chưa dạy mình nộp đơn vào trường của thầy để học thạc sĩ, thế mà thầy còn sửa cái hồ sơ cho mình. Nhưng mà đấy, khi lúc mà thầy sang Hà Nội thì thầy còn mời mình đi ăn nữa. Nói chung là mình nghĩ là ai cũng thích được hâm mộ ấy, thế nên nếu mà họ biết là kiểu mình đọc kỹ tác phẩm của họ và mình hâm mộ họ ấy, thì mình hãy cứ bày tỏ cái đấy. Đấy, thế nhưng mà cái trường đấy thì mình nộp thì họ nhận mình học, nhưng mà họ lại không cho mình tiền nên mình cũng không nhọc. Thì đến cái lúc mà được trường Western Ontario này vừa nhận được cho mình tiền thì mình mới đi. Còn cái hồi đấy thì
cũng không có stress gì, bởi vì đi làm thì chán đời mà, nói chung là thực ra cái chuyện mà để mình tìm ra cái cô mà mình nộp vào trường Western này cũng rất là tình cờ, là hôm đấy đồng nghiệp đi uống trà đá sau giờ ăn trưa, và sau đấy cái anh đồng nghiệp đấy nói chuyện là anh đang đi học tiến sĩ và anh đang quan tâm đến mảng này, thì em biết tiếng Anh thì em có thể tìm giúp anh ấy xem là nó có những cái tài liệu nào. Thì khi mà mình tìm thì mình lại thấy cô này, tên cô này cô hiện lên và mình thích quá, thì mình tìm ngay xem là cô đang dạy trường nào, thế là mình apply luôn. Bởi vì lúc đấy thì mình đã nộp rất nhiều rồi nên là mọi thứ đều có sẵn hết rồi, mình chỉ mất có một thằng này, là mình bởi vì cái hồ sơ nó chỉ có 3 trang giấy thôi. Chẳng hạn như là thư giới thiệu mình còn có sẵn rồi, cả cái phần statement of intent ấy, cái phần mà mình phải nói là mình sẽ làm gì ấy, và tại sao mình thích hợp với học ở trường ấy, mình cũng đã viết đi viết lại rất là nhiều lần rồi, thế nên là nó sẽ rất là nhanh. Cảm ơn Vân. Đấy là Vân nói chung là cũng không có nhiều áp lực lắm, tại vì là đã nộp vào trường quá nhiều rồi nên là nó kiểu bị chai đi. Đấy, thì một cái tips là hãy apply thật là nhiều đấy mọi người ạ. Cái đầu tiên trượt thì buồn thôi, còn mấy cái sau thì cũng bình thường. Thực ra về kinh nghiệm con ta học bổng thì không có nhiều lắm, bởi vì là mình chỉ apply duy nhất học bổng FA và được luôn. Và trước đấy thì chỉ biết học bổng FA trước khi mình apply là khoảng 3 tháng luôn. Thì mình thấy mình cũng rất là may mắn. Thì để chia sẻ kinh nghiệm về việc apply học bổng với lại áp lực thì mình nghĩ là mình cũng không có quá nhiều. Mình nghĩ là thay vì đấy thì có thể là mình sẽ chia sẻ về cái việc mà bạn viết cái personal statement như thế nào cho nó ok. Cái hồi đấy là áp lực nhất với mình có khi là viết cái đấy. Thì mình dành một tuần để viết cái đấy. Trước mình cũng chia sẻ là mình nên kể một câu chuyện. Thì cái câu chuyện đấy mình kể mình phải nói là quá khứ của mình trước đã như thế nào này, và sau đây dự định tương lai của mình như thế nào, và điều quan trọng nhất là cái đấy phải thống nhất và logic với nhau. Mình phải nói lên được cái sự đồng nhất này, logic này. Nếu mà mình kể những cái quá khứ trước mình đạt được ấy, thì mình phải nói là mình giỏi, nhưng mà mình phải giỏi một cách tiếp tục liên tục ấy, chứ không phải là kiểu như là mình bị ngắt quãng hay như thế nào. Với cả là mình cũng nên thể hiện cho họ thấy là mình có một cái ý chí quyết tâm, và mình có một một cái dự định trong tương lai ấy, một cái mục tiêu trong tương lai ấy, mà mình từ bé và mình luôn luôn cố gắng nỗ lực để thực hiện nó. Từng ngày, quyết tâm từng ngày để thực hiện nó, và cái học bổng này sẽ giúp mình như thế nào để đạt được cái mục tiêu đấy. Mình phải nói là rất là mãnh liệt, quyết liệt và quyết tâm vào. Ngoài ra thì mình cũng không có khá nhiều kinh nghiệm thì về cái ra các học bổng khác, hay là có nhiều quá nhiều áp lực. Cảm ơn Trà. Mình thì mình sẽ chia ra hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất đó là trước khi submit, và giai đoạn thứ hai đó là sau khi submit. Thì trước khi submit ý, mình có tầm khoảng 3 tháng để vừa chạy một cái event của trường, mặc dù lúc đấy mình đã tốt nghiệp rồi, ôn IELTS và làm hồ sơ. Thì khoảng 2-3 tháng gì đấy, thì ban ngày thì sẽ đi dạy, đêm về thì sẽ chuẩn bị nội dung cho cái event đấy, viết hồ sơ và ôn IELTS và học IELTS đấy. Nói chung là lặp đi lặp lại như thế tới lúc mà mình không biết là mình đăng cái gì trên Facebook ấy, bạn mình vào bảo là tao sắp quên mặt mày rồi, tại vì gần như là 2-3 tháng đấy là mình biến mất hoàn toàn ấy, không liên hệ gì với ai, chỉ tập trung thời gian để làm thôi. Thì thực sự là nó rất áp lực, tại vì thời gian thì không có nhiều mà phải ôm quá nhiều thứ ấy, mà cái gì cũng muốn hoàn thành tốt. Mặc dù trước đấy là trong khoảng thời gian mình đi học thì đã có một cái nền sẵn như là báo rồi những cái chương trình hoạt động ngoại khóa các thứ chẳng hạn, nhưng mà trong 2-3 tháng đấy thì mình mới bắt đầu viết proposal, bắt đầu mới viết statement, bắt đầu mới đi xin referees,
người người mà người để giới thiệu mình thì có rồi, nhưng mà cũng phải mình cũng phải viết sau đấy rồi đưa cho người ta revise lại, chứ thực sự thì người ta cũng sẽ rất bận và không thể dành thời gian để viết hẳn cho mình một cái thư giới thiệu như thế được, mà mình phải là người viết xong rồi đưa cho người ta xem thử là có hợp ý của người ta không và có đúng với những gì mà người ta nhìn nhận về mình hay không. Đấy là trước khi mình nộp hồ sơ. Cho tới khi nộp hồ sơ xong thì cũng up and down. Học bổng của mình phỏng vấn, tức là trường nó báo kết quả là mình được chấp nhận vào trường vào hồi tháng 2 như mình mới nói, thì nó ra hạn đến tháng 7 là hạn cuối cùng để nộp admission fee để chính thức làm sinh viên của trường ấy. Khi đấy thì học bổng chưa có kết quả mà tháng 8 nó mới về. Thì trong cái khoảng thời gian từ tháng 6 là phỏng vấn cho tới tháng 7 mình có gọi điện về nhà, lúc đấy là đã quyết tâm là sẽ đi học tự túc rồi nếu như không có được học bổng. Thì cũng quyết tâm, nhưng mà sau cho tới thời điểm sau khi mình xem nhận rồi mình thấy nếu như mà đi học tự túc thì sẽ không thể học được tại vì nó rất tốn kém. Lúc mà từ tháng 6 tới tháng 7 ấy, thì đã ý định là sẽ đi tự túc nên là mình sẽ phải chuẩn bị tất cả mọi thứ hồ sơ như là chứng minh tài chính rồi những cái giấy tờ liên quan các thứ, mà cái chứng minh tài chính là cái mệt nhất tại vì mình không chứng minh tài chính bằng tiền của bố mẹ mà mình chứng minh tài chính bằng bảng lương của anh trai mình trong khi anh trai mình đang ở Hàn Quốc. Cái ngày mà tại vì cái cách phiên âm từ chữ Hán chữ Hảo các thứ ấy sang tiếng Việt thì nó sẽ phiên âm khác, mà trường thì nó không chấp nhận cái cách phiên âm đấy mà nó phải chính xác là cái tên phiên âm, nên là cái công ty dịch thuật nó dịch sang một cái tên khác của anh trai mình, nó không phải là tên tiếng Việt nữa mà nó dịch sang cái tên phiên âm ấy, nên là trường nó không chấp nhận mà nó yêu cầu phải gửi lại. Mình chỉ có đúng nhất một ngày một đêm, mà đêm đấy thì mình đang ở Malai, không thể không, lúc đấy là kiểu không biết làm thế nào luôn ấy. Trường yêu cầu là sáng mai phải có, lúc đấy là trong khi Nhật là hơn mình 2 giờ, Malai hơn mình 1 giờ, mà ở Việt Nam lúc đấy là tầm khoảng 4 giờ chiều, đúng rồi 4 giờ chiều. Lúc đấy mình đang chặn một cái chương trình giao lưu văn hóa ở bên đấy email về sáng mai phải có. Lúc đấy là kiểu what the hell, cái gì đây, bây giờ là có được đi nữa hay không đây, kiểu giống như là thử thách mình tới mức cực độ luôn ấy, mình cảm giác như thế. Tại vì chỉ có một đêm xong mình mới gọi điện cho anh trai bảo là bây giờ làm thế nào để xin được cái bảng lương đấy nhanh nhất có thể và đóng cái dấu tròn, tại vì Nhật nó dùng ít cả, nó dùng con dấu chứ nó ít khi mà dùng chữ ký như mình lắm, nó dùng con dấu, nên là yêu cầu phải có được cái con dấu tươi chứ không phải con dấu mà kiểu gọi là như mình nói là digital ấy, chỉ cóp xong dán nó vào ấy thì không được, mà phải là con dấu tươi. Xong cuối cùng thì mình hỏi bên trường là bây giờ tại vì tao đang ở Malai và không thể gửi được bằng bưu điện và cũng sẽ không kịp tại vì nó sẽ mất nhiều thời gian, thì có thể scan được không? Thì nhà trường có email lại là được, ok. Xong thì mình có nói ở bên anh trai thì nói là vậy thì cố gắng scan nó nhanh nhất có thể và scan sang, thì trường bảo là rồi ok, đã scan đã nhận được, bây giờ gửi bản giấy từ Hàn Quốc sang Nhật. Vẫn đòi bản giấy nhé. Thì lúc đấy mình nói nó đồng ý rồi, sau khi trước đấy mình gửi 2 bản nó cũng nói là ok cái này được rồi, nhưng mà cuối cùng vẫn đòi lại. Xong thì mình bảo là chắc chắn được chưa, thì nó bảo là được rồi, cái phòng tuyển sinh của trường bảo là được rồi. Thì cuối cùng anh trai mình gửi từ Hàn Quốc sang đó, lúc đấy là tháng 7. Thì cái đêm đấy đúng kiểu cảm giác là mình không thể làm được cái gì ấy. Mặc dù chương trình giao lưu văn hóa thì đang diễn ra và bọn mình sắp phải lên diễn văn nghệ, các bạn thì đang rehearsal và mình thì vẫn đang rối nùi với cái đóng là bây giờ làm thế nào mà không thể có đủ tinh thần để có thể tiếp tục là lên rehearsal cùng với các bạn ấy. Mà kiểu như các bạn cũng biết là mình đang có vấn đề gì ấy, xong bảo thôi để cho nó ngồi để đi, đừng có gọi nó dậy rehearsal nữa. Cái lúc này là không có tâm trí để làm gì khác. Đấy là xong cái vụ submit xong. Rồi tới cái lúc mà mình nhận được kết quả thì cuối tháng 8 đến tháng 9 đi, không có thời gian để chuẩn bị cái gì hết. Trước khi đi thì cũng nghĩ là ok, sang thì học thôi, gọi rồi thì đi. Nhưng mà sang tới lúc sang thì mình thấy là nếu như có cơ hội thì mình sẽ chia sẻ cái này với những người mà sắp đi học. Đó là gì? Khi ở nhà các bạn có thể thi được IELTS 8.9, reading, các thứ writing. Nhưng mà mình khuyên các bạn là trước khi đi học ấy, đọc càng nhiều càng tốt, cái gì cũng đọc, không chỉ là chủ đề mình quan tâm. Các bạn có thể đọc về thời trang, thế giới động vật, rồi tất cả mọi thứ.
vì khi mà Sam đi học rồi, cái số lượng sách mà mình cần phải đọc, đặc biệt là bậc master, nó rất nhiều. Và đọc được xong rồi tóm tắt những cái gì mà người ta đã cố gắng cô đọng nó lại rồi, bây giờ mình còn cô đọng nó lại nữa thì nó rất là khó. Và nếu như mà cái kiến thức, cái khả năng đọc của mình nó không nhanh và cái khả năng viết nó không tốt ấy, thì sẽ rất mất thời gian cho mình khi mà mình làm final report hoặc là kiểu thi cuối kỳ các thứ, sẽ rất là mệt và rất mất thời gian. Đó là những gì mà mình muốn chia sẻ. Tuy nhiên có một điều nữa là nó sẽ đáng giá, đó là cái số tiền mà các bạn nhận được hàng tháng sẽ đủ dư dả cho các bạn sống thoải mái và thậm chí là một triệu. Cảm ơn. Mình xin chia sẻ một chút về thì mình cũng chỉ có bài học bỏ và hầu như là mình đọc là được đưa học bổng đấy. Chỉ có duy nhất một lần ở bên Úc thì mình trượt hơn nên mình cũng cảm thấy là cũng không quá áp lực lắm. Nhưng mà thực ra ở đây mình có một ý cũng khuyên các bạn một câu là các bạn là hãy đánh giá chính xác điểm rơi của mình, xem mình ở đâu. Thì các bạn khi đổ vào các bạn sẽ có thể án được còn không đổ thì học bổng quá sức. Như thế các bạn sẽ tỷ lệ thành công của bạn cao hơn. Và hãy tải hồ sơ nhờ mình có học hồ sơ chỉ một số chỗ thì cũng cơ hội thành công cao hơn. Còn bên mình thì là bên kỹ thuật ấy, thì khi đọc hồ sơ thì cái tiêu chí của mình các bạn là quan trọng nhất là các bạn phải chăm chút thời gian của mình vào viết research proposal, cái đó rất là quan trọng. Vì như mình theo kinh nghiệm của mình đọc học xong hồ sơ thì tất cả giấy tờ khác hầu như là không quan trọng, các bạn có cũng được hoặc cũng không có cũng được, thì các thầy không quan tâm lắm. Các thầy hầu như bên mình chỉ quan tâm là research proposal của bạn như thế nào thôi, có viết đúng định hướng của mình, có định hướng rõ ràng, bạn có bỏ nhiều thời gian công sức cho nó không. Các thầy cũng có lẽ cũng yêu cầu cao nhưng mà các thầy cũng không có quá khắt khe, vì các thầy cũng biết là mình chỉ là sinh viên mới ra trường, mình cũng chưa có gì đâu. Thế nên là mình chỉ cần biết là định hướng tốt một chút thôi, và cách giải quyết của mình thông minh là kiểu phải thứ nhất phải có cái tính, đặc biệt là tính sáng tạo, người ta yêu cầu tính sáng tạo rất cao. Nếu mà kiểu bạn mà chỉ đi lặp đi lặp lại như kiểu khó rồi thì khả năng thành công là không được cao. Thì cái research proposal thì quan trọng nhất là cái đó. Ấn Độ. Thế là mời các khách mời này là toàn là lục đầu tiên là Đỗ. Chắc xong một chút được không? Thì như anh Đỗ vừa mới chia sẻ, đó là cái quan trọng là cái research proposal. Thì đúng là nó rất quan trọng. Tại vì những cái trường nó thiên về học thuật, như trường của mình thiên về nghiên cứu ấy, thì nó yêu cầu các bạn phải có kinh nghiệm research trước. Chứ không phải là bây giờ sang mới bắt đầu học lại từ đầu và bắt đầu làm, mà phải có một cái nền sẵn rồi. Thì người ta sẽ dựa vào cái proposal đấy để đánh giá xem là các bạn có khả năng làm nghiên cứu tới đâu và các bạn có xứng đáng để vào trường để tiếp tục cái bậc nghiên cứu cao hơn hay không. Thì khi mà mình làm cái research proposal để áp ấy, thì như bản thân mình thấy là nó cũng đã khá là chi tiết và khá là logic rồi. Nhưng mà khi sang tới trường, khi gặp supervisor ấy, thì sau khi nói chuyện với thầy, thầy bảo lắc đầu hoàn toàn luôn ấy. Và bây giờ mình đang làm một cái hoàn toàn khác. Và nó không phải là trường hợp của riêng mình mà rất nhiều anh chị trước cũng gặp phải cái tình trạng tương tự như thế. Đó là mặc dù ở nhà sẽ làm một cái khác, thì cái đấy nó không phải là cái mà các bạn sẽ làm cái luật văn, mà nó chỉ là một cái bước để cho các thầy ở bên, các thầy cô ở bên đấy đánh giá xem thử là các bạn có khả năng để học tiếp cao lên hay không mà thôi. Chứ không phải nó sẽ là cái mà đi theo các bạn cho tới khi các bạn ra trường, tốt nghiệp. Mà nó chỉ để đánh giá là cái khả năng nghiên cứu tới đâu, có làm được hay không, và có đủ khả năng để tiếp tục theo học hay không mà thôi. Thì để biết được cái proposal nó chi tiết ý, thì mình khuyên các bạn là nếu như mà đang trong bậc đại học thì nên cố gắng làm nghiên cứu khoa học một lần để biết được cái format của cái nghiên cứu khoa học, học thuật nó như thế nào, sẽ cần những cái gì, viết ra làm sao, ngôn ngữ nó như thế nào. Tại vì ngôn ngữ học thuật nó không giống với lại ngôn ngữ mà mình viết văn hoặc là viết ngôn tình như bình thường. Đấy là sự khác nhau giữa học thuật và những cái thể loại viết lách khác. Mình thì có một cái đó là mình không tư duy ra miệng mà mình tư duy ra tay. Có thể nó hơi khó hiểu với các bạn, nhưng mà tức là mình nghĩ không nói liền được mà sẽ phải có thời gian suy nghĩ để viết ra và sẽ dùng cái đấy để trình bày, thì nó sẽ logic. Thì đó là cái mà mình nghĩ là một điểm yếu nhưng mà cũng là điểm mạnh khi mà mình biết mình làm nghiên cứu và mình biết research. Cảm ơn Giang. Thì tóm lại là
Nếu như mà các bạn còn đang đi học thì cố gắng là mình ngày xưa học ngoại thương là có môn sinh viên nghiên cứu quốc học đúng không? Rồi học xong sinh viên nghiên cứu quốc học là viết luận văn, nhưng mà thực ra là ngày xưa nói thật là cái môn đấy học ở trường cũng mặc dù điểm cao nhưng mà học cũng vừa vậy. Sau bên kia thì đúng là cái đối với các bạn học đại học thì các bạn vẫn học nhiều là về sách giáo khoa xong rồi mới đi thi, nhưng mà lên đến thạc sĩ tiến sĩ mặc dù là mình học coursework tức là không có research nhiều như các bạn này, nhưng mà hầu như là môn nào cũng có research project ấy, thì đấy thì các bạn cố gắng là trau dồi thêm cho bản thân mình cái kỹ năng nghiên cứu đấy. Thì cảm ơn một khách mời. Thì câu hỏi cuối cùng là mọi người có thể chia sẻ ngắn gọn là trong quá trình đi học thì mọi người cảm thấy là mọi người có điều gì đáng nhớ nhất hoặc là cảm thấy thích thú nhất mà mọi người muốn chia sẻ để cho các bạn là có động lực để đi học. Nói tôi chưa từng nói thêm một chút nữa về cái cũ trên chủ đề cái đáng nhớ mà là đối với cả những ngành khoa học xã hội và nghiên cứu như của mình thì mình nghĩ là nên đi làm trước khi đi học thạc sĩ, tức là sau khi mà học đại học xong ấy. Ví dụ như là các bạn mà làm viên chức thì có thể là các bạn ấy sẽ nghiên cứu ngay trong phòng thí nghiệm thôi, nhưng mà bên khoa học xã hội thì để mà có được cái định hướng hay là cái trải nghiệm ấy, để mà muốn biết là mình thích cái gì, mình muốn làm cái gì thì phải đi làm. Thì cái việc mà mình đi làm đấy thì nó cũng có cái lợi ở chỗ là mình dùng cái kinh nghiệm đi làm đấy để mình nói rằng là bởi vì tôi đã làm những cái này, như là ý mọi người nói đấy là liên tiếp về quá khứ ấy. Trong trường hợp cụ thể của mình ấy thì là cái công việc đầu tiên mà mình nói là đồng nghiệp thú vị với công việc hay ho nhưng mà lương thấp ấy, là mình làm việc với cả phụ nữ nông thôn nghèo trong một cái dự án về vay vốn vi mô. Thì mình nói rằng là trong cái mà mình viết trong cái đơn nộp vào trường ấy là tôi đã làm việc với phụ nữ rất là nhiều, và cái việc đấy thì nó khiến cho tôi có một cái niềm thôi thúc để nghiên cứu về giới ấy. Và cái cô giáo sư mà mình muốn làm việc ấy thì cô cũng rất là mạnh ở mảng đấy. Thì các bạn sẽ thấy là cũng như mọi người nói thôi, mình chỉ lặp lại thôi, là có sự xuyên suốt ấy, sự thống nhất trong tất cả mọi thứ. Và một cái thư giới thiệu mà mình xin ấy là của sếp của mình ấy, thì anh ấy cũng nói như vậy, anh cũng nói cái điều đấy là kiểu Vân rất là, mặc dù là có một cái nền tảng học vấn và cái trình độ giáo dục, nhưng mà khi mà bạn ấy làm việc với cả các chị em nông dân chẳng hạn thì nó thể hiện ra một cái sự học nhu mong muốn được học hỏi từ người ta ấy. Đấy, chứ không phải là mình hơn họ mà mình hay là mình cảm thấy mình học nhiều hơn và mình kinh kiểu chẳng hạn. Đại loại là mình chỉ đang muốn nhấn mạnh là đi làm thì nó không lãng phí, và khi mà mình đi làm rồi thì mình cái việc mà mình nói rằng là mình muốn nghiên cứu cái gì nó sẽ thuyết phục hơn. Còn cái mà mình thấy là mình như câu hỏi của Hoa là học được cái gì trong cái quá trình du học thì mình cái lúc mà mình có một cái cũng hay là mình phải làm trợ giảng. Bởi vì là mình làm học thạc sĩ thì cái lương của mình đấy là một tháng ấy là từ cái lương làm trợ giảng thì lần đầu tiên là mình phải đứng lớp với cả các bạn học sinh viên năm nhất học môn xã hội học đại cương. Thì cái lớp đại cương đấy thì nó có khoảng 500-600 sinh viên, chỉ có một cô giáo dạy trong một giảng đường, và sau đấy thì là có khoảng một đội ngũ khoảng mười mấy trợ giảng, chính là các bạn học thạc sĩ và học tiến sĩ. Thì các bạn này sẽ phải tự đứng lớp tiếp, tức là với các bạn sinh viên ấy, thì các bạn sẽ có hai buổi, một buổi là nghe cô giáo sư giảng và một buổi là do trợ giảng dẫn dắt để thảo luận và nói. Đấy thì tất nhiên là mình rất là run bởi vì là mình không bao giờ nghĩ là mình có khả năng giảng bài hay là thú vị hay là hài hước hay là thu hút sự chú ý của người khác. Thì với cả mình cũng rất là mặc cảm về việc là mình không phải là người nói tiếng Anh bản địa ấy. Thì cái lúc đầu tiên mình vừa mới lên đứng thì mình vừa run, xong rồi mình cảm thấy ôi sao cái phòng này nó rộng thế, ôi sao ở đây nhiều người thế. Xong rồi cứ mỗi lần mà bọn sinh viên nó cười cái gì thì mình lại nghĩ là chắc là nó đang cười mình, chắc là mình vừa mới nói sai một cái gì đấy, chắc là mình vừa mới phát âm sai hay là có cái gì rất là kiểu ngô nghê ấy. Nhưng mà về sau này khi mà mình đã dạn dày lên thì mình sẽ biết là bọn nó đang cười láo toét ở dưới đang kiểu ngồi xem điện thoại hay cái gì đấy, thì mình sẽ kiểu bọn kia cất điện thoại đi. Thế thì cái việc mà làm trợ giảng và chấm bài cũng liên quan đến cái mà Giang vừa nói ấy, là việc đọc ấy. Thì cái việc mà làm trợ giảng thì mình phải chấm bài của bọn sinh viên năm thứ nhất, năm thứ hai đấy. Và bọn nó thì có phải là người Canada bản địa không? Nói tiếng Anh không? Nhưng mình nói ôi, bọn này tiếng Anh kém mình. Tại vì là bọn nó biết sai ngữ pháp linh tinh, sai chính tả linh tinh.
sau khi mà chấm bài như thế xong thấy tự tin hẳn lên. Tại vì mọi người có thể tự tin là bởi vì mình học tiếng Anh là ngôn ngữ ngoại ngữ ấy. Thế nên là mình có nhận thức rất là mạnh về mặt ngữ pháp, về mặt câu cú, về mặt chính tả. Còn những đứa kia thì bọn nó viết theo kiểu là nghĩ gì viết đấy. Thế nên là có thể là bọn nó nói trôi chảy thật đấy, nhưng mà bọn nó viết thì kiểu cũng cả một trang giấy không có chấm câu chẳng hạn. Và cũng kiểu ngữ pháp cũng viết sai linh tinh cả lên, mà mình kiểu thẳng thẳng chân, thậm chí là mình còn lên lớp với bọn nó là kiểu chúng mày viết sai lỗi chính tả, cái này cái kia thì nọ. Thế nhưng mà cái mà mình nghĩ là mình học được nhiều nhất sau 6 năm ở Canada, 4 năm học đại học và 2 năm học thạc sĩ, có 3 năm ở giữa đi làm ở Việt Nam, không phải là điều. Thì đấy là cái việc là mình chấp nhận bản thân. Bởi vì cũng như các mọi người ấy, là các người như các bạn, các em, là hồi cấp 3 ấy, thì chị rất mong muốn là được đi du học. Kiểu ôi, mình cũng muốn được đi ra nước ngoài. Tại tại sao chị kể là cái việc chán đời hồi đi làm, bởi vì là mình đã nói với thạc sĩ. Nhưng mà đúng là cái lúc học cấp 3, học lớp 12 thì cũng rất muốn đi du học để đi ra ngoài. Thế nhưng mà khi mà mình đi ra ngoài rồi, vấn đề là cũng giống như mình nói lúc đầu ấy, là cái câu chuyện của các bạn du học sinh mà được thường được lên mạng, lên báo ấy, là những người rất xuất sắc và rất là hướng ngoại, và họ rất là có nhiều thành tích, rất là sôi nổi, rất là hoạt động xã hội. Thì mình cũng hồi đấy thì mình cũng lấy cái đấy làm hình mẫu, và mình cũng hy vọng rằng là khi mà mình đi nước ngoài thì mình cũng sẽ được như thế. Mình cũng sẽ cảm thấy tưng bừng, phấn khởi với cả việc là sẽ được tiếp xúc với các bạn bè năm châu bốn bể như thế kia. Nhưng thực sự thì hồi đấy là mình bị sốc hoàn toàn bởi vì nó không xảy ra như vậy. Và mình nhận thấy là mình không phải là một người như vậy, và mình không thể làm được như vậy. Thì trong suốt 3 năm đầu của 4 năm đại học của mình ở Canada, là mình dành thời gian để vật lộn về cái vấn đề đấy, chấp nhận bản thân rằng là mình sẽ không giống như là những cái hình mẫu mà đã được nói ở trên mạng và mình đã hướng đến và mình đã hâm mộ suốt bao nhiêu năm trời. Mình sẽ không phải là mình, hồi đấy mình cứ thắc mắc là có phải là mình vô duyên quá không, tại sao các bạn khác không kết bạn được nhiều như vậy, tại sao các bạn khác tận hưởng cái thời gian họ ở nước ngoài như vậy mà mình thì không như thế. Mình có vấn đề gì? Luôn luôn đặt câu hỏi bản thân là mình có vấn đề gì, tại sao mình lại kém như thế, tại sao mình không dễ bắt chuyện với mọi người, tại sao mình không thích, mình không dễ dàng để mà làm quen với người ta. Mình cũng chẳng thấy hứng thú gì với việc là hồi đấy, vì sao thì mình nhận ra rằng là cái trình độ tiếng Anh ấy nó không quyết định nhiều bằng cái vốn văn hóa. Tức là mình hồi đấy thì mình nghe đọc nói chuyện chẳng có vấn đề gì cả về mặt ngôn ngữ ấy, thế nhưng mà mình chẳng có gì để nói cả, bởi vì các bạn bọn Canada tầm 18, 17 tuổi, bọn trẻ trâu thì bọn nó chỉ suốt ngày nói chuyện về cầu thủ hockey ấy, và ngôi sao màn bạc, ai vừa chia tay ai vừa ly dị ai, ai đi bờ, rồi Friends, những cái mà mình kiểu không hề quan tâm. Thậm chí là đã có một lần kiểu mình ngồi nghe ba đứa con gái nói chuyện với nhau trong vòng 3 tiếng, chúng nó chỉ toàn nói về lông mày. Mình không có lông mày. Đi lông, tỉa lông mày đâu thì đẹp. Đấy, ý mình là mình đã rất đau khổ vì việc mà tại sao mình không nói chuyện được với người ta. Và mình đã mất 3 năm để mình chấp nhận việc đấy, rằng là mình sẽ không bao giờ trở thành một trung tâm điểm của bữa tiệc, hay là trở thành một người gọi là social butterfly ấy. Kiểu đi chỗ này đi chỗ kia, gặp ai cũng sẽ bắt gặp mình, và đi đến chỗ nào cũng network. Mình lúc nào cũng, nếu mà bắt buộc phải đi đâu mà không quen ai thì mình cần bỏ trốn đi về sớm, vừa gần cửa để bỏ trốn đi về sớm trước khi mọi người phát hiện ra. Thì cái việc mà đi du học ấy, đối với mình ấy, thì nó có một cái giá trị ở cái chỗ là nó đẩy mình ra khỏi cái vòng quay quen thuộc, và nó ép mình phải nhìn sâu vào bản thân rằng là mình là ai, và mình chấp nhận cái đấy. Mình hài lòng với cả cái bản thân của mình ấy. Mình không cần phải cố gắng. Mình rất cố gắng trong vòng 3 năm, mình rất cố gắng để đi nói chuyện với mọi người, đi tiệc, đi ăn uống với cả bọn cùng tầng. Nhưng mà sau đấy thì mình đều thấy là mình không thể chịu được. Mình cảm thấy rất ngạt thở, và kiểu các bạn nếu mà có ai là introvert ở đây ấy, các bạn thấy rất là mệt lắm, không thể chịu được. Và đấy thì cái việc bản thân rằng là cái không gian để cho mình cái sự cô đơn ấy, và mình chấp nhận cái sự cô đơn đấy. Có một lần mình nói chuyện với cả một cô ấy có con học lớp 10, và cô ấy nói là muốn cho em nó đi theo chị để sau này được đi du học. Cô không muốn nó bị thất bại. Thì mình có hỏi cô ấy là thì theo cô ấy thất bại là như thế nào, thì cô bảo là ví dụ như là nó không có bạn bè chẳng hạn.
thì mình bảo là ôi thì theo định nghĩa của cô thì cháu là một đứa thất bại thảm hại. Thế nhưng mà đấy thì cái lúc khi mà mình ở trong cái sự cô đơn đấy thì mình rất đau khổ và rất là cay đắng. Và tại sao mình đang ở đây, tại sao mình không được ở nhà để đi ăn nem chua rán rồi đi chơi với các bạn rồi đi phượt núi này kia, đi Sapa này nọ, mình rất thèm. Tại vì cái lúc mình ở Canada ấy, nó là một cái thị trấn rất nhỏ, nó vắng lắm, sóc còn đông hơn người, và không nhìn thấy người đâu, rất là vắng. Nó như là một cái phố huyện kiểu ở trên vùng Cam Trải Đồng Văn ấy, rất là vắng. Và những người ở đấy thì rất là ít người châu Á, và mình luôn luôn là một người châu Á duy nhất trong tất cả các lớp học của mình. Bởi vì là các bạn thường tưởng là học xã hội học mà, thì nó là học về xã hội phương Tây, xã hội Canada, xã hội Mỹ. Mình chẳng có thể nói được cái gì về Việt Nam cả, bởi vì nói thì bọn nó cũng hiểu. Khá là hạn hẹp luôn. Thực ra thì châu Âu thì có thể mọi người sẽ cởi mở hơn, nhưng mà ở châu Mỹ, Canada và Mỹ chẳng hạn thì các bạn rất là nó riêng ấy, nó riêng một vùng ấy, nó chẳng liên quan đến ai ấy, nên nó chẳng biết gì về thế giới. Thế nên là khi mà mình nói về Việt Nam thì luôn luôn là một sự vô duyên, một sự im lặng vô duyên, bởi vì là không có ai hiểu gì hay là không có ai biết gì, không có ai biết là Việt Nam ở đâu. Mình luôn luôn phải nói là chúng tôi là giáp với Trung Quốc, thậm chí là nó có giá trị của nó không phải là một cái xấu. Khi mà mình có thời gian để cô đơn và để tách ra khỏi tất cả những cái gì mình biết, suốt cả cái thời gian 6 năm đấy là cái thời gian mà những cái mà mình bình thường mình không nghĩ đến nó bị dạn vỡ đi. Ví dụ như là thế nào là Việt Nam, khi mà tôi nói tôi là người Việt Nam thì thực ra tôi đang nói cái gì. Bởi vì là khi mà mình nói là mình là người Việt Nam thì phải chứng minh cho mọi người, cho những người mà không biết gì về Việt Nam ấy, là thì Việt Nam có gì khác với Trung Quốc. Thế Bắc Việt Nam thì khác gì Việt Nam? Bây giờ Việt Nam có được đi lại tự do hay không? Chúng ta có còn đang phải ăn chung một cái bát hay không? Ví dụ như thế. Thì tất cả những cái việc mà đến từ bên ngoài nhìn vào nó sẽ khiến cho những thứ mà bình thường mình không nghĩ đến nó bị dạn vỡ. Kể cả những cái mối quan hệ bạn bè mà mình cho là rất là thân thiết của hồi cấp 3 chẳng hạn, thì cứ mỗi lần mình trở về, mỗi lần mình về nghỉ hè chẳng hạn, thì các bạn, mình nói chuyện với các bạn và mình lại thấy là cái cuộc sống của chúng mình lại đi quá xa nhau ấy, nó không có liên quan gì đến nhau cả. Các bạn đi học chung với nhau, đi làm chung với nhau ấy, các bạn nói chuyện với nhau, mình thì những cái mà mình nói chung là nó là một cái tình trạng ở giữa, nó rất là đau khổ, không ở đây mà không ở kia. Khi mà mình về Việt Nam thì mình cũng không còn nhiều cái để mà nói với các bạn sống ở Việt Nam, mà khi mà mình ở Canada thì nó cũng những cái mình biết thì người ta cũng không biết. Thì tất cả những cái đấy là mình nghĩ là những cái đáng giá để khi mà mình tiếp tục với các bạn rằng là nó là những cái đáng giá. Thế là em thôi. Cảm ơn Vân. Và là cái câu chuyện mà Vân chia sẻ thì đúng là để các bạn hiểu hơn là thực ra cuộc sống du học thì nó cũng không phải là vui vẻ nào, check in ở chỗ này chỗ kia, mà nhiều khi cũng có những cái lúc cô đơn, nhưng mà cô đơn như thế thì lại hiểu bản thân mình hơn. Với Trần, không biết là khi mà nói đến đi du học châu Âu thì các bạn nghĩ là cái điều gì mà là các bạn nhớ nhất? Đi chơi không? Đúng là châu Âu rất là đẹp và có rất nhiều chỗ chơi, đến thì văn hóa rất là rộng rãi. Và mình thì là một người rất thích về kiến trúc, nghệ thuật và văn hóa. Thế nên là cái việc mà đi du học châu Âu đối với mình là một cái gì đấy rất là đáng quý. Thì có một cái tháng cuối cùng mà mình còn đang ở Pháp ấy, thì nếu mà mình về Việt Nam ấy thì mình sẽ mất tiền học bổng của tháng cuối cùng và khoảng hơn 30 triệu, nhưng mình quyết định là tôi dành số tiền đấy đi du lịch một tháng cộng với cái số tiền mà mình đã tiết kiệm được. Thì hồi đấy là mình cũng không nghĩ là mình sẽ đi du lịch một mình đâu, và mình cũng không khuyến khích là đi du lịch một mình. Và lúc đấy thì các bạn của mình thì đã đi du lịch hết rồi và mình cũng không gửi được ai, nên là hồi đấy là mình quyết định là một mình đi du lịch Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Hà Lan, và mình đã nước Pháp. Thì mình thấy là sau cái đợt đấy đến những vùng đất khác nhau, những thành phố khác nhau, thì mình thấy là mỗi thành phố có một đặc điểm nó rất là khác và nó rất là đẹp. Nhiều lúc ý, các bạn bước vào một cái công trình kiến trúc nào đấy, hoặc là các bạn đứng trước một cảnh đẹp nào đấy ý, mà mình cảm thấy là choáng ngợp ấy, mình cảm thấy là mình đặt lên tim mình luôn ấy, nó thấy nó rất là đẹp và rất là đáng quý, đáng giá luôn ấy. Thì sau cái chuyến du lịch một mình đấy thì mình phát hiện ra bản thân của mình là một người mà có thể độc lập và có thể có một cái khả năng sắp xếp, một khả năng planning rất là tốt. Lúc đấy mình khám phá ra một cái điểm mạnh của thân mình, và sau khi đi du lịch mình đấy thì mình thấy mình cũng khá là dũng cảm
có những hôm mà mình sắp ra đi từ sân bay 3 giờ đêm mình đến khách sạn mình không biết các bạn như thế, nhưng mà em nghĩ là những lúc như thế thì mình sẽ khám phá được cái sự gọi là khá là dũng cảm của mình. Thì mình thấy tự tin hơn vào bản thân mình, và mình thấy là việc đi du lịch nó rất là dễ dàng. Sau này chỉ cần mình có tiền thôi thì mình có thể xách ba lô lên và đi. Sau này nếu mà có được du lịch sau quả mà mình có tiền thì mình thấy cái việc đi du học châu Âu ấy, nó có một cái điểm mạnh là mình có thể đi đến các nước, và các nước nó khác nhau nhiều lắm, kể cả các thành phố trong những nước giống nhau ở cùng một nước cũng rất khác nhau nhiều. Và mình thấy là mình được thoải mái nhiều hơn, thấy được học hỏi nhiều hơn. Nhất là ai mà có cái sở thích thì kiến trúc văn hóa và những cái thứ đi thì cũng rất là đáng giá đi qua du lịch ở châu Âu, đi học ở châu Âu. Ở bên thì nó mình mới chỉ nhập học hồi tháng 9 năm vừa rồi, cho tới bây giờ thì nó cũng mới chỉ có 4 tháng, cũng chưa nhiều lắm. Nhưng mà mình cũng muốn chia sẻ một chút, đó là cái lúc mà mình viết personal statement ấy, thì mình viết gần liệt kê gần như toàn bộ tên các giáo sư của khoa vào đấy. Tức là mình có tìm hiểu trước về việc là trường, nếu như mình vào học thì sẽ học bao nhiêu phần trăm lý thuyết, bao nhiêu phần trăm thực hành, trường đấy nó nổi tiếng với cái gì, nó đào tạo như thế nào, ABC các kiểu, nói chung là khá là chi tiết. Thì lúc mà mình nộp hồ sơ rồi, sẵn đậu ra rồi ấy, thì một senpai, tức là một người học đi học trước, có nói với mình là cái đề tài của em ấy thì em có thể liên hệ với giáo sư này, tại vì thầy ấy làm về kinh tế chính trị, thì nó có thể fit với lại cái đề tài của em, thì em có thể liên hệ với thầy để được thầy hướng dẫn thêm. Thì mình hỏi là thầy ấy tên gì, thì anh ấy có nói nhắc tới tên của một trong số những người mà mình đã đề cập tới, và mình cảm thấy là chưa nghe cái tên này bao giờ, cảm thấy rất là mới. Cho tới lúc mà mình làm việc với thầy tầm vài ba tuần rồi thì mình có lục lại cái personal statement đấy, mình đọc lại và mình nói mình đã có từng nhắc tới thầy trong cái bộ hồ sơ, và mình nghĩ là thầy đã cũng là người nằm trong cái hội đồng xét duyệt hồ sơ của mình. Và như chị bạn có nói, đó là có vẻ như là ai cũng muốn được ngưỡng mộ. Thì lúc mà mình nói với bạn mình về việc là mình có đề cập nhưng mà bây giờ mình không nhớ, thì bạn mình có nói là thầy đã nghĩ rằng thầy chọn em tại vì em có đề cập tới tên thầy, nhưng thật không may là em không nhớ gì về thầy cả. Đó là một cái mà lúc mà nó nói thì mình nghĩ là cũng đúng, thầy cũng hơi vô lý, tại vì mình đã đề cập có tìm hiểu thầy rồi, bây giờ mình không nhớ. Còn cái lúc mà đi học ấy, thì cái đáng nhớ tới bây giờ đó là bài rất nhiều và rất khó. Chết, cái này không bạn nào dám đi đâu. Thật sự luôn ấy, các bạn phải xác định tư tưởng trước khi đi học, đó là không phải đi học, không phải đi du học, không phải chỉ đi chơi, check in đẹp đẽ các thứ đâu, mà đằng sau những cái bức hình đấy là những ngày mà gọi là đi học không hiểu gì thật sự. Tại vì như mình học ở đại học ấy, là những như thiên về xã hội học, mình như chị Vân ấy, thì ở Việt Nam cái hồi mình học đại học nó khá là basic, nó rất là cơ bản, có những cái lý thuyết về quan hệ quốc tế thì mình cũng chỉ được có nắm sơ sơ thôi chứ không được kỹ lắm. Thì lúc sang bên đấy mình có học một cái khóa, một cái tức là một cái course tên là an ninh quốc tế, thì học phần lớn là về an ninh và những cái lý thuyết liên quan tới quan hệ quốc tế, và phải gọi là 3/4 cái lý thuyết mà mình học ấy là nó mới hoàn toàn, tức là chỉ 1/4 trong số đấy là mình đã biết và có tìm hiểu, còn 3/4 là nó mới hoàn toàn. Và phải như mình nói là vì sao các bạn nên đọc trước, để đấy tới cái lúc đấy là còn có cái kỹ năng đọc để còn lướt quét các thứ để còn lấy ý chính. Chứ một quyển sách dài như thế này mà các bạn đọc xong một chapter như thế này đi, đọc xong tầm vài ngày để viết weekly report ABC các kiểu, thực sự là stress tới nơi luôn ấy. Thì đó là cái vấn đề của mình, nó rất là mệt cho tới mức độ mà tại vì nó khó và nó mới với mình ấy, mình phải gọi điện về cầu cứu sư phụ ở nhà. Đó là cái người mà đã viết cái reference cho mình ấy. Thì thực sự là cô ấy rất nhiệt tình, đã ngồi giảng giải cho mình từ giờ Việt Nam là 9 giờ đêm tới 12 giờ đêm, thì giờ Nhật nó là 11 giờ đêm tới 2 giờ sáng. Mình ngồi từ 11 giờ đêm tới 2 giờ sáng chỉ để nghe cô ấy giải thích lại những cái lý thuyết đấy.
Và đó cũng là một cái mà tới bây giờ mình đang cố gắng để cải thiện. Một cái nữa đó là đi học ấy, tức là học cái seminar đấy là mình học chung với giáo sư và ba người khác, chung giáo sư supervise, một người Ấn Độ, một người Trung Quốc và một người Bangladesh, và mình là người Việt Nam. Thì nó có cái vấn đề đó là đề tài của mỗi người thì sẽ khác nhau và cái cách tiếp cận của mỗi người khác nhau, nhưng mà cái ngôn ngữ của mình thì nó không phải là vấn đề để mình giao tiếp. Nhưng mà như mình nói là mình không phải là người tư duy ra miệng mà mình tư duy ra tay, nên là những lúc mà kiểu cần phải trình bày một cái gì đó nó chuyên môn mà nó sâu ấy, thì mình sẽ phải mất thời gian để mình nói với thầy cho thầy hiểu, chứ không phải sẽ phải có thể tua liền một lần được. Một cái nữa đó là khi đi học ở trong course các thứ, những cái môn học mà mình đi học ấy, thì có cái kiểu đó là như thế nào nhỉ? Tức là thầy không dạy, bọn mình sẽ phải thuyết trình, đọc bài trước, nên thuyết trình, sau đấy thảo luận với nhau. Và thầy cũng như bọn mình ngồi thảo luận thế thôi, chứ thầy không dạy. Những cái gì mà bọn mình nói chưa tới hoặc là không hiểu hỏi thầy thì thầy sẽ giải thích thêm, chứ thầy không dạy. Cái đó yêu cầu buộc mình sẽ phải chuẩn bị bài ở nhà cực kỳ kỹ, nếu như không muốn là mình đã thua người ta về kinh nghiệm đi làm. Như chị Văn lúc nãy nói là nên đi làm trước, thì mình không đi làm trước đó mà chỉ có thời gian làm part-time thì mình không tính. Đã thua người ta về kinh nghiệm đi làm rồi, thua người ta về kiến thức, thua người ta về ngôn ngữ nữa, thì coi như là các bạn sẽ cảm thấy là cái cuộc đời, cái lựa chọn đi du học của mình nó hoàn toàn sai lầm. Thì đó là cái mà mình muốn chia sẻ. Một cái nữa, cái quan trọng đó là khi mà các bạn muốn đi du học ở những nước như, không phải tiếng Anh, như là Nhật Bản hoặc là Pháp chẳng hạn, thì tốt nhất nên chuẩn bị một cái nền ngôn ngữ của cái nước đó trước khi đi. Để làm gì? Để sống, để hòa nhập vào cái xã hội của người ta. Như mình không biết tiếng Nhật, tại vì chương trình học bằng tiếng Anh và mình không có thời gian để học tiếng Nhật trước khi đi, không có thời gian chuẩn bị, nên là khi sang đấy mình hoàn toàn không biết một cái gì về xã hội Nhật. Mặc dù nó cái xã hội đấy nó rất là văn minh, rất là đẹp và rất ấn tượng với mình, thực sự nó là như thế, nhưng mà mình nếu như muốn đi sâu hơn vào việc là ở cái xã hội đấy người ta vận hành như thế nào, văn hóa của người ta ra làm sao, thì ít nhất các bạn sẽ phải biết được sâu sơ, để từ đấy sang đấy có thể nghe nói đọc viết nó sẽ lên từ từ. Còn nếu mà không có một cái gì thì các bạn nghe người ta nói giống như kiểu là có một cái gì đó mình nó một thứ ngôn ngữ ở một cái cảnh giới nào đó mình không biết đấy, kiểu như thế. Thì tốt nhất là các bạn nên chuẩn bị một cái nền ngôn ngữ cơ bản, nếu như là tiếng Nhật thì có thể 5 hoặc là 4 chẳng hạn, hoặc là tiếng Hàn thì topic 1, topic 2 đó. Đấy, tại cái thế có một cái nền sơ sơ nhất định trước khi đi, để có thể gọi là immerse mình vào với cái xã hội của người ta. Muốn chị cũng đã chia sẻ hết về kinh nghiệm của sống ở châu Âu, thì châu Âu thì tất nhiên là nổi tiếng như là về đi chơi rồi, vì các bạn là đi lại giữa các nước rất là tiện. Mình chỉ ở đấy trong khoảng thời gian rất ngắn, mình có khoảng 6 tháng thôi, nhưng mình đã đi được khoảng 14 nước rồi, nên là có thể hiểu là đi lại châu Âu rất là tiện. Tuy nhiên mà mình xin chia sẻ một chút về cuộc sống của châu Âu, thì sau thời gian sống ở châu Âu thì mình đã cảm thấy rằng nói về học tập trước, thì mọi người chắc biết là châu Âu thì nổi tiếng về học thuật hơn, hàn lâm hơn so với các nước khác. Mình nghĩ thì có thể thêm về ứng dụng, nhưng mà châu Âu thì chủ yếu là hàn lâm, vì mình đã học quá cùng một khóa của mình, nhưng mà bằng một khóa master bên ý thì mình đã thấy rằng là cùng một môn như vậy, nhưng mà lượng kiến thức mà mình học ở bên châu Âu thì nó lại sẽ là gấp 3 lần so với cùng một môn học như thế, và yêu cầu của họ cũng khắt khe hơn, thời gian đi học một tuần là nói nhiều, nên là nó rất là căng thẳng hơn. Các bạn ngồi từ cái đó thế thì các bạn có thể hình dung được là đi học ở châu Âu thì nó cũng rất là vất vả, chứ không phải là mỗi chỉ có mỗi đi chơi đâu. Vì là rất anh nhìn thấy các anh chị cũng sống ở đấy, các anh chị học bên kinh tế thôi mà các anh chị cũng rất là căng thẳng, hầu như là sắp mặt đến thi thôi. Có người cần phải thi lại rất nhiều lần để đạt đủ số điểm thì mới được học bổng, một số điểm thì mới được duy trì học bổng, nên là học cũng rất là căng thẳng. Nhưng một điều quan trọng nữa khi là mình sống ở bên đó là mình đã được đi giao lưu với các anh chị cũng đi du học như mình có thể thấy được các anh chị học theo kiểu
đi sò theo kiểu rất nhiều hình thức khác nhau, từ là tự túc đến là tự túc, xong rồi đi làm thêm, xong rồi thuê dần sò giáo sư, xong rồi học bổng. Thì nhờ có các hình thức như thế thì mình phải xác định rõ ràng là có định hướng rõ hơn là học thạc sĩ ở châu là sẽ nhận như thế nào, và từ đó mình tự tin hơn và có định hướng cho mình là tốt hơn thì mình sẽ đi học theo như thế nào. Thì mình nghĩ là những trải nghiệm như vậy thì rất là tốt, mong các bạn cũng sẽ đi trải nghiệm được. Tóm lại là mọi người nên đi, dù là có khó có khổ hay như nào thì vẫn phải đi. Thì chắc là buổi chia sẻ cũng dài, mình sẽ có thời lượng cho khoảng tầm 1-2 câu hỏi. Và mình nghĩ là sau cái buổi Q&A thì bạn nào quan tâm đến châu nào, quan tâm đến mảng nào thì có thể tìm đến khách mời, thì mình nghĩ là nó cũng sẽ hữu ích hơn. Đó, còn bạn nào tại vì là hôm nay bố khách mời đã có sắp rồi, còn bạn nào muốn tìm hiểu cái chỗ thì đến gặp mình. Thì không biết là có bạn nào có câu hỏi cho khách mời của mình không nhỉ? Chia sẻ của bốn khách mời. Thực ra câu hỏi của mình thì lúc nãy mình cũng có thời gian để chia sẻ với bạn cậu một chút rồi, nhưng mà mình cũng muốn hỏi kinh nghiệm từ các anh chị khác và các bạn khác nữa. Đợt sau thì là mình có một cái buổi phỏng vấn đối với học bổng chính phủ Đức, thì chắc là cái câu hỏi của mình chủ yếu liên quan đến phỏng vấn. Thì trong những cái buổi phỏng vấn đấy chắc là các bạn cũng đã trải qua, thì là thường thì là sẽ xuất hiện những câu hỏi như thế nào, và các bạn có những cái tips gì không, chia sẻ cho mình về cách mà các bạn có thể đối ứng với những câu hỏi đấy. Nếu mà các bạn có kinh nghiệm thì có thể chia sẻ cho mình. Cảm ơn mọi người. Rất cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì mình cũng từng phải trải qua một buổi phỏng vấn, thì mình sẽ nói sơ về cái phần của mình. Thì trước khi phỏng vấn ấy, người ta sẽ không phải cho mình thời điểm phỏng vấn như bạn là có một tuần nữa. Thì trước đấy mình lên mạng, mình tìm hết tất cả những cái câu hỏi liên quan tới học bổng của MS, và mình lựa ra những cái nào mà mình nghĩ là nó sẽ được hỏi. Thì sau khi mà lựa ra, mình gọi là chuẩn bị luôn cái script để trả lời rồi ấy, và mình học thuộc luôn cả lời. Thì những câu hỏi mà mình nghĩ là sẽ hỏi thì sau đấy được hỏi đúng y như thế, và trả lời gọi là mượt. Câu hỏi đầu tiên thì có một, tất nhiên là mình sẽ hỏi bạn là vì sao chọn Đức, vì sao chọn cái học bổng này. Thì vì sao chọn Đức thì bạn có thể trả lời là như mình ấy, hồi đấy mình chọn vì sao chọn Nhật Bản là mình trả lời là tại vì Nhật là cái nơi mà nó đang là một đất nước thuộc châu Á Thái Bình Dương, và nó là một đất nước nằm trong cái quan hệ chiến lược ABC, nó liên quan tới cái ngành học của mình ấy. Thì mình trả lời như thế. Và nó có hỏi là vì sao chọn APU, tức là vì sao chọn cái trường mà bạn đang muốn chọn ấy. Cái thứ ba, câu hỏi thứ ba thầy hỏi đó là khi mà thầy có đọc sơ cái proposal của em rồi, thì những cái câu hỏi nghiên cứu đấy là của em hay là ai gợi ý cho? Câu hỏi thứ tư đó là em có mong muốn được làm việc với ai không? Tức là người ta muốn xem thử là mình có tìm hiểu trước gì về trường và những cái người mà trong cái lĩnh vực mình muốn tiếp tục làm lên hay không ấy. Đấy là câu hỏi thứ tư. Câu hỏi thứ năm đó là về cuộc sống bình thường thôi, tức là ở cái vùng đấy nó không có nhiều nhà hàng Việt Nam và nó cũng khác so với lại Việt Nam, thì có adapt được không, có thích nghi được không. Thì về cái câu hỏi này thì cho tới bây giờ mình nghĩ là không biết hồi sau đấy lúc đấy mình chém được hay như thế thật sự ấy. Tức là tại vì cái thức ăn ở đấy nó thực sự không hợp với mình, cái hương vị nó không hợp với mình, và phải mất 2 tháng đầu của mình nếu đồ ăn Việt Nam phải quan quại luôn ấy, không thể hợp được với đồ ăn đấy. Nhưng mà bây giờ thì đỡ hơn rồi, nhưng mà lúc đấy thầy hỏi thì vẫn bảo là tại vì Nhật thì nó cũng thuộc châu Á và cái văn hóa thì nó cũng tương tự nhau. Thì em nghĩ là tại vì em cũng đã có thời gian để đi một số nước rồi, em nghĩ là em thích được đấy, kiểu chém xuất thần giữa sợ, không biết vì sao lúc đấy nghĩ được như thế. Còn câu hỏi nữa là để mình xem, khá là nhiều. Như thế, nhớ được gì nữa thì mình sẽ trả lời sau. Có bạn nào có thêm câu hỏi nào nữa không nhỉ? Đầu tiên thì em xin cảm ơn các anh chị khách mời đã tổ chức buổi họp hôm nay cùng với chúng em. Thì
thì câu hỏi của em đấy là nó cũng liên quan về giấy tờ và kinh nghiệm giống như anh chia sẻ. Thì em muốn hỏi, muốn nhờ anh chị tư vấn cho em câu hỏi là nếu như mà mình đã có kinh nghiệm đi làm thì khi mà mình viết giấy xác nhận công việc ấy, xác nhận kinh nghiệm thì mình nên thể hiện cái gì ở trong cái giấy đấy ạ? Vì để giấy thì nó sẽ ngắn gọn thôi, và để làm sao mà mình thể hiện được mà mình nên thể hiện cái những dự án mà mình đã tham gia hay là cái vai trò mình ở trong dự án này, là mình chỉ nên nói chung chung thôi. Em xin cảm ơn. Cái này thì mình xin trả lời cả mọi người là có một số học bổng nó yêu cầu kinh nghiệm làm việc nhưng nó sẽ không yêu cầu mọi người phải nộp hợp đồng lao động hay là giấy chứng nhận làm việc, ví dụ như là New Zealand ASEAN hay là Training của Anh thì không cần. Một số học bổng thì nó cần là phải chứng minh kinh nghiệm làm việc thì nó sẽ có hợp đồng, ví dụ như là ngày 7-8 năm trước mình apply New Zealand chỉ cần hợp đồng thôi đó. Ví dụ như học bổng toàn phần chính phủ Thụy Điển thì nó phải có một cái giấy gọi là chứng nhận kinh nghiệm làm việc và phải điền là bạn làm cái gì này, từ thời gian bao nhiêu này, và trong cái công việc đấy thì bạn làm cụ thể cái gì đó, thì đấy là cái chứng nhận làm việc. Còn lại thì những cái mục mà bạn vừa hỏi thì thường là mình sẽ thể hiện, thứ nhất là trong CV. Thì CV là mình sẽ khi mà mình mô tả kinh nghiệm làm việc thì mình sẽ nói là mình làm gì ở trong đó, trách nhiệm của mình là gì. Nếu như mình có được nhân viên xuất sắc hay là được nhân viên quý gì đấy, tức là thành tích của mình, thì mình cũng có thể đưa vào đó hoặc là đưa vào phần thành tích. Còn lại là nếu như dự án nào mà mình nổi bật, mình đóng góp được thì mình không có thời gian để mình nói nhiều ở trong CV, tại vì CV nó ngắn gọn, thì mình chọn lọc những cái nào mà nó có ý nghĩa này, có đóng góp lớn này, phù hợp với học bổng, phù hợp với ngành, thì mình làm sao nói khéo léo ở trong cái bài luận của mình. Thì đấy là ba cái ý mà mình vừa cover, thì không biết là đó, thì mọi người đấy là về kinh nghiệm việc. Thì Trà có bổ sung thêm một chút, xin cái reference letter từ sếp trực tiếp của em, cái đấy cũng là cái rất là strong so với profile. Ok, thì chắc là bây giờ cái buổi chia sẻ của mình cũng khá là dài rồi. Mọi người nán lại một xíu thì mình sẽ có bạn một bạn ở bên AIA, thì bạn muốn phát biểu một chút. Thì trước khi bạn đến phát biểu thì chúng mình cùng vỗ tay thật là lớn cảm ơn bốn khách mời. Chúng ta được mời người đã dành thời gian chia sẻ. Đây thì có em bé này rồi là Giang thì mới bay về nữa. Thì mình sẽ nghe bên AIA chia sẻ một chút, sau đó là bọn mình sẽ cùng lên để chụp ảnh kỷ niệm. Và cuối cùng thì là mọi người có thể tìm đến các khách mời để mà hỏi thêm hoặc là xin thêm contact của các bạn này. Vâng, muốn bổ sung mọi người một chút xíu. Canada ấy, thì hiện giờ nó rất là cởi mở về vấn đề định cư ấy. Thế nên là ngoài nếu mà mọi người có ý định là mình muốn sống ở nước ngoài chẳng hạn, thì hãy cân nhắc Canada. Mặc dù là như mình kể thì nó có vẻ tiêu cực, nhưng mà thực ra thì không phải ai cũng thế đâu. Có rất nhiều người đi và đã rất là vui. Ví dụ như là một số tỉnh mình biết ấy, ở Canada ấy, thì là chỉ cần học thạc sĩ xong là bạn sẽ được ở lại, không cần một công việc làm ở tại đấy. Tức là không phải ai cũng được, thật bạn sẽ vẫn phải nộp đơn. Thế nhưng mà đấy là một chương trình như vậy, chỉ cần học thạc sĩ xong ở một tỉnh tên là Ontario của Canada. Và ở Ontario thì cũng có một chương trình khác là học tiến sĩ, thì chỉ cần 2 năm đầu tiến sĩ là bạn đã có thể nộp đơn xin định cư rồi. Và khi mà bạn được định cư ấy, thì mọi quyền lợi của bạn sẽ giống như là công dân ở Canada. Bạn sẽ được y tế miễn phí. Nếu mà lúc đấy bạn muốn đi học thì bạn cũng sẽ học đóng tiền học khoảng 1/3 tiền học của sinh viên quốc tế thôi. Nếu mà những ai mà có gia đình con cái vợ chồng thì đều, khi mà ví dụ như là mình có vợ chồng chẳng hạn, nếu mà mình đi học thạc sĩ ở Canada mình có thể đưa chồng mình đi theo, và chồng mình sẽ được đi làm và con mình sẽ được đi học miễn phí ở Canada trong thời gian mình đi học. Thì nó có rất nhiều lợi ích và nó đang rất là cởi mở về vấn đề định cư. Trong vòng 3 năm tới thì Canada sẽ có kế hoạch và tiếp nhận 1 triệu người định cư vào Canada. Nhất là họ rất là quan tâm đến những người có trình độ này, trẻ dưới 30 tuổi và có khả năng tiếng Anh, tiếng Pháp, không bắt buộc cả hai, một thôi, mình không biết tiếng Pháp thế nào cả thì chỉ cần một trong hai, thường là tiếng Anh. Thì nếu mà mọi người, kể cả mọi người không được học bổng chẳng hạn, thì hãy cân nhắc đến việc đi học Canada tự túc, bởi vì là kể cả học tự túc thì giá học cũng rất là, tiền học rất là rẻ so với cả Mỹ chẳng hạn. Như là cái ngành của mình, nếu mà phải tự trả tiền thì là 6.000 đô một kỳ. Học 2 kỳ là 12.000 đô ca, mà đô ca bây giờ đã đang thấp nữa, chỉ có 17.000 tiền Việt thôi, không phải tương đương với đô Mỹ đâu.
và đời sống cũng rất là rẻ và rất là nhiều phúc lợi xã hội. Thì đấy, thì nói ra hơn là việc đi học bổng hay là đi du học chẳng hạn, thì nó xa hơn là kể cả việc định cư nó cũng đang rất là thuận lợi. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Thì chắc là mình xin mời vỗ tay cho nhỏ, vỗ tay cho xin mời. Thế thì bây giờ mình sẽ mời bạn bên đây xong, sau đó là bọn mình sẽ chụp ảnh hệ với nhau và sau đó là mình sẽ network với các khách mời. Ok, xin cảm ơn cái phần chia sẻ rất là nhiều những thông tin hữu ích từ phía ban tổ chức ngày hôm nay. Xin chào các bạn. Các bạn hẳn là những người đang có trong mình những cái thắc mắc, những cái câu hỏi, những cái nhu cầu muốn được bước ra thế giới để có thể học hỏi nhiều hơn. Thì ra bản thân Quân trước khi đang làm Marketing Manager Strong SBA thì Quân cũng đã đi rất là nhiều nơi. Và mình biết rằng là đi một người đàn học một sàng khôn, đi được thì các bạn sẽ thấy được là ngoài kia người ta giỏi ra làm sao, văn minh như thế nào. Và các bạn sẽ biết là các bạn sẽ làm cái gì tốt hơn cho bản thân mình. Với những thông tin các bạn có được ngày hôm nay từ 4 diễn giả rất là xuất sắc, thì Quân hy vọng rằng là các bạn sẽ đạt được những thành công của các bạn một sớm một chiều thôi. Một điều kết Next rất là vui khi mà được host, được chào đón rất là nhiều những bạn trẻ. Nghĩa là các bạn mong một cái năng lượng rất là tích cực cho văn phòng của Next ngày hôm nay. Mặc dù là Next là một văn phòng về tài chính. Một thông tin, một cái fun fact thôi, đó là cái người mà come up với cái concept Next BA này thì anh cũng là một người Việt gốc Canada và anh cũng đã có một thời gian rất là dài không sống ở Việt Nam và anh đã come up với một cái concept để làm tài chính mà nó thân thương, dễ thương như thế này. Thực ra không chỉ những thông tin về Canada đâu mà đôi khi sẽ là một đêm nhạc mà Quân đã mời đến đây, ví dụ như là chị Quyên Linh này, gần đây nhất là ca sĩ Bảo Trâm Idol này, hay là cả Trọng Hiếu nữa. Những cái người mà có thể hát trong một cái văn phòng như này thì các bạn tưởng tượng là các anh chị có hát được không? Thế cho nên là rất là hy vọng là các bạn sẽ thành công và đâu đó chúng ta sẽ gặp lại nhau trong cuộc sống này. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Quân và AI cũng đã support chương trình của bọn mình rất là nhiều và hy vọng là trong tương lai thì nếu như bọn mình có thêm event nữa thì là bọn mình hy vọng là nhận được sự hỗ trợ của AI. Thì bây giờ chắc là mời mọi người cứ để túi ở chỗ ghế thôi và mọi người lên chụp ảnh kỷ niệm với các khách mời và sau đó